Xin chào mừng quý thầy cô, quý phụ huynh cùng với tất cả các bạn học sinh đang tham dự vào chương trình 5 phút thuộc bài cùng siêu trí nhớ học đường. Cô Nguyên mến chúc cho tất cả các bạn sẽ nhận được thật nhiều niềm vui và giá trị khi tham gia vào chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Cô rất là vui mừng khi được gặp tất cả các bạn. Và bây giờ bạn nào đã nghe rõ âm thanh từ phía cô Nguyên, gõ cho cô Nguyên số 1 để cô Nguyên biết là các con đã nghe rồi nha. Wow, có rất là nhiều số 1 rồi. Cô cảm ơn tất cả các bạn. Tiếp theo, cô xin mời tất cả các bạn bình luận cho cô số 3. Hãy cho lời chào của buổi học ngày hôm nay nào. Wow, cô chào bạn Minh Thư. Chào Hoàng Nguyên. Cô cảm ơn tất cả các bạn. Vậy các bạn có thể cho cô Nguyên biết là bạn nào đã có xem trước bài học khi mà chúng ta tham gia vào buổi học ngày hôm nay. Gõ cho cô Nguyên chữ có. Wow, có bạn em. Đúng rồi. Wow, có rất là nhiều chữ có luôn. Vậy các bạn, bạn nào đã xem bài học ngày hôm nay trên trang siêu trí nhớ học đường.com, gõ cho cô Nguyên chữ viết tắt siêu trí nhớ học đường.com. Các bạn nào xem chưa? Wow, có rất là nhiều bạn luôn. Bạn Tâm xem rồi nè, bạn Tiến cũng xem rồi luôn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn. Nếu mà chúng ta đã xem bài rồi, vậy các bạn có thể bật mí cho cô Nguyên biết hôm nay chúng ta học môn gì không? Bạn nào biết hôm nay chúng ta học môn gì? Môn toán. Câu hỏi khó hơn một xíu nữa. Vậy hôm nay chúng ta học toán. Nhưng mà toán bài gì? Wow, có bạn đã có đáp án cho mình rồi. Vậy bạn nào có thể nói cho cô Nguyên biết là hôm nay thầy cô nào dạy cho chúng ta? Gõ tên thầy vào hoặc là cô vào nha. Wow, có nhiều bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi học ngày hôm nay rồi. Wow, hay quá. Cho lớp mình một tràng vỗ tay thật là to. Lớp mình giỏi quá luôn. Cô chào các bạn nè. Cô cũng chào tất cả các bạn đang xem trực tiếp trên các trang của thầy Nguyễn Phùng Phong nè. Trang Tâm Trí Lực cũng như là YouTube của thầy Nguyễn Phùng Phong. Các con cũng sẽ gõ bình luận giống như là các bạn ở trong tham gia vào lớp học Zoom nha. Wow, đúng rồi, Hưng Phúc có câu trả lời đúng nè. Hay quá. Vậy bây giờ các bạn có thể cho cô Nguyên biết là các bạn có rủ thêm bạn bè của mình vào để chúng ta cùng tham gia lớp học với nhau không? Bạn nào rủ được bao nhiêu bạn? Cho cô Nguyên biết với. Có ạ. Wow, bạn Thanh có nè. Bạn Nguyên có nè. Wow. Chúng ta khi mà chúng ta rủ các bạn của mình vào học chung với mình thì các bạn đó cũng sẽ có cơ hội để tham gia lớp học rồi nhận quà cùng với mình. Niềm vui khi được chia sẻ thì niềm vui sẽ nhân đôi, đúng không nào? Wow, có bạn rủ được 45 bạn luôn. Mình rủ cả lớp mình vào học luôn. Hay quá. Rồi, vậy bây giờ các con nhìn lên màn hình nha, xem bạn nào. Mình sẽ gửi lời chào tới một bạn, mình gõ tên bạn đó xuống. Có bạn rủ được 15 bạn nghe. Có bạn chưa rủ được bạn nào. Vậy thì chúng ta có thể mời các bạn của mình vào lớp. Chúng ta chia sẻ buổi học ngày hôm nay để các bạn của chúng ta cũng có cơ hội nhận quà và học chung với chúng ta. Gõ tên đi các con. Chúng ta sẽ gõ tên bạn của mình vào nè. Hoặc là các con có thể nhìn trên màn hình Zoom, nhìn thấy tên một bạn nào đó, chúng ta sẽ gửi một lời chào đến với bạn đó. Có được không? Rồi, có một số bạn nhắn cho cô là con không biết cách chia sẻ. Vậy thì chúng ta có thể nhờ bố mẹ giúp mình việc này nha. Đồng thời gửi đến bố mẹ một lời cảm ơn vì bố mẹ luôn luôn hỗ trợ chúng ta. Các bạn bắt đầu chào rồi nè. Hay quá. Các con ơi, chương trình 5 phút thuộc bài cùng siêu trí nhớ học đường là một chuỗi hoạt động dạy và học sẽ giúp cho tất cả các bạn học sinh trên khắp đất nước Việt Nam của chúng ta có cơ hội củng cố cũng như là chuẩn bị cho mình những kiến thức học đường thật là bổ ích trong dịp hè năm 2021. Đây cũng là một hoạt động ý nghĩa giúp cho tất cả chúng ta có thể thay thế cái thời gian sử dụng công nghệ cũng như là mạng xã hội mà chưa thật sự là hữu ích. Ngoài ra, trong lớp học thì chúng ta còn có cơ hội trao đổi với nhau, giải đáp các thắc mắc về các bộ môn như là văn nè, tiếng Việt, toán từ lớp 1 cho đến lớp 12 theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian học của chúng ta sẽ gồm khoảng 40 phút trên một tiết học Và chúng ta sẽ học vào các ngày nào ta? Các bạn nào biết không? Chúng ta sẽ học vào các ngày. À, đúng rồi. Thứ hai nè, thứ ba, thứ tư và thứ sáu. Chúng ta có thể theo dõi cái lịch học của mình theo hàng tuần trên thông báo của trang web siêu trí nhớ học đường.com. Wow. Và lớp học của chúng ta sẽ bắt đầu trong ít phút nữa thôi. Nên cô mời tất cả các bạn ngồi thẳng lưng nè, mở camera của mình lên, đồng thời đổi tên thiết bị của mình theo đúng cú pháp L, lớp mình và gạch nói tên của mình. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ chuẩn bị cho mình một ly nước nè, rồi tập và bút để có thể tham gia vào lớp học một cách hiệu quả nhất. Trước khi lớp học của chúng ta bắt đầu, cô Nguyên xin phép được giao lưu với một bạn trong lớp mình nha. Bạn nào sẵn sàng giao lưu với cô cũng như là tất cả các bạn học sinh trên khắp đất nước Việt Nam thì hãy giơ tay và nở một nụ cười thật tươi nào. Yeah. Rồi, cô Nguyên xin nhờ ban tổ chức kết nối cô Nguyên với một bạn trong lớp mình. Cô mời bạn Bảo Hân nha. Con chào cô ạ. Cô Nguyên chào Bảo Hân. Con có thể giới thiệu một xíu về mình để cô Nguyên cũng như tất cả các bạn đang tham gia vào lớp học hiểu thêm về con nào. Con thưa cô, con tên là Nguyễn Thị Bảo Hân. Năm nay con học lớp 7. Ba từ để nói về con là hài hước, sáng tạo và chăm chỉ. Mong mọi người hãy cổ vũ cho con. Rồi, cho Bảo Hân một tràng vỗ tay. Cô Nguyên cũng như tất cả các bạn sẽ cổ vũ cho bạn Bảo Hân. Bảo Hân ơi, hiện tại thì thời tiết ở bên em như thế nào? Thưa cô, là thời tiết ở bên con là khá là nhiều mây ạ. À, khá là nhiều mây. Vậy có thể là dự đoán, báo hiệu có thể một ngày sẽ có mưa đúng không? Vâng ạ. À, rồi, Bảo Hân nè, hiện tại tình hình dịch ở chỗ em như thế nào? Em đang ở vùng đỏ hay là vùng xanh? Thưa cô, là con đang ở cái vùng xanh, con đang ở Quảng Ninh ạ. Wow, vậy thì mình cũng sẽ mặc dù như vậy thì chúng ta cũng phải luôn giữ cho mình sẵn sàng để mà chống dịch đúng không nào? À, các bạn ơi, chúng ta hãy gửi một lời chúc bình an, mau khỏi bệnh đến với tất cả các bạn hoặc là các bệnh nhân đang là F0 trên khắp đất nước Việt Nam. Chúc cho tất cả mọi người sẽ có thật nhiều sức khỏe cũng như là bình an cùng nhau vượt qua đại dịch này nha. Wow, cô cảm ơn bạn Phương Uyên. Rồi, Hân ơi, hôm nay em đã chuẩn bị trước bài học cho mình chưa? Dạ, rồi ạ. À, chuẩn bị trước bài học cho mình rồi, vậy là tự tin bước vào lớp học rồi đúng không? Vâng ạ. À, ngoài ra cô muốn hỏi Bảo Hân thêm một xíu đó là sau buổi học ngày hôm nay thì em mong muốn sẽ nhận được gì cho mình? Thưa cô, là sau buổi ngày hôm nay thì con mong muốn sẽ nhận được thật là nhiều kiến thức ạ. À, dạ. Em có thích học toán không Hân? Hơi hơi quá. Hơi hơi, giống cô Nguyên hồi xưa quá. Vậy là cái môn học mà em thích hơn là môn gì? Cái môn học mà con thích hơn thì vẫn là môn văn ạ. À, thích học văn hơn học toán. Mà bây giờ là tại vì mình thích môn toán hơi hơi thôi, nên mình tham lớp học để mình có thể chuẩn bị trước kiến thức. Khi mà mình vào năm học mới thì mình sẽ có thể là nhận được nhiều cái hiệu quả học tập cao hơn đúng không? Dạ vâng. À, ok, không sao hết. Khi mà mình chuẩn bị sẵn sàng hết rồi thì khi mà vào năm học mới chúng ta sẽ thoải mái và biết đâu được là em sẽ thích môn toán nhiều hơn. Ok, cô chúc cho Bảo Hân có một buổi học thật là thú vị và nhiều niềm vui nha. Dạ, con cảm ơn cô. Cố lên nha. Cô chào Bảo Hân. Chào cô. Rồi, các bạn ơi, cô Nguyên sẽ không để các bạn chờ lâu nữa. Chúng ta cùng nhau ngồi thẳng lưng lên nè, cười thật tươi để chuẩn bị bước vào lớp học. Và chúng ta hãy vỗ tay thật to để chào đón thầy giáo, người sẽ truyền đạt kiến thức cho chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Thầy Nguyễn Phú Thạch. Vâng, xin cảm ơn cô Nguyên, xin kính chào quý huynh và thầy thân ái, chào tất cả các bạn đang đến với chương trình 5 phút thuộc bài cùng siêu trí nhớ học đường. Thầy xin tự giới thiệu, thầy là Nguyễn Phú Thạch, là giáo viên môn toán. Hôm nay thầy rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong chương trình toán lớp 7. Thầy chúc cho các bạn có một buổi sáng tràn đầy năng lượng và học tập thật là hiệu quả nha. Vâng, thầy chào Quán Nhật, thầy chào Tú Hoàng, thầy chào Quân Hoàng nha. Thầy chào tất cả các bạn đang có mặt trong phòng Zoom cũng như các bạn đang xem ngồi livestream nha. Rồi, bây giờ để cho cái buổi học của mình được diễn ra suôn sẻ đó, thì chúng ta hãy cùng nhau kiểm tra âm thanh nha. Nếu các bạn nghe rõ tiếng thầy nói thì hãy gõ cho thầy số 1 vào phần bình luận nha. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Có rất nhiều bạn nghe thấy rõ tiếng của thầy. Rồi, và bây giờ thầy hỏi các bạn nè. Tuần trước là chúng ta đã học được bài gì nè? Các bạn hãy gõ phần bình luận cho thầy nha. Rồi, tuần trước chúng ta học bài gì nào các bạn? Rồi, lũy thừa một số hữu tỉ rất chính xác nha. Và hôm nay chúng ta học bài gì tiếp theo nào các bạn? Đúng rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục học phần còn lại của lũy thừa của một số hữu tỉ. Và hôm trước thầy có hướng dẫn các bạn mấy phương pháp ghi nhớ bài học nè. Các bạn hãy nhắc lại cho thầy vào phần bình luận. Hôm trước thầy có hướng dẫn các bạn là bao nhiêu phương pháp ghi nhớ. Rồi, các bạn trả lời 4, các bạn có trả lời 5, 3. Rồi, thầy có giới thiệu là thầy Nguyễn Phùng Phong có hướng dẫn 11 phương pháp ghi nhớ. Nhưng trong buổi học thì thầy giới thiệu 2 phương pháp ghi nhớ đúng không nào? Rồi, đó là sơ đồ tư duy và phương pháp phản ứng nhanh. Vậy bạn nào đã vẽ sơ đồ tư duy rồi thì nhắn cho thầy số 1 nè. Rồi, bạn nào đã làm thẻ ghi nhớ, nhắn cho thầy số 2. Rồi, thầy thấy là có rất nhiều bạn đã thực hiện cái phần thầy yêu cầu về nhà, đó là vẽ sơ đồ tư duy và làm thẻ ghi nhớ cho bài học. Thì hôm trước chúng ta có 5 công thức đúng không? Và hôm nay chúng ta sẽ học những công thức còn lại của bài lũy thừa của một số hữu tỉ. Và để cho các bạn của mình có thể biết đến và cùng tham gia học tập với mình trong buổi sáng ngày hôm nay, thì các bạn hãy giúp thầy chia sẻ cái buổi học này đến bạn bè của mình, để bạn bè của mình có cơ hội tham gia và cơ hội nhận quà của chương trình nha. Rồi, bạn nào đã chia sẻ rồi thì hãy nhấn cho thầy chữ R nè. Rồi, thầy thấy có rất nhiều bạn đã chia sẻ cho bạn của mình ha. Rất là tốt nha các bạn. Các bạn thể hiện tinh thần sẻ chia rất là tốt luôn. Rồi, bây giờ các bạn đã sẵn sàng cho cái bài học ngày hôm nay chưa nè? Thì giờ các bạn hãy giúp thầy nè, chuẩn bị cho thầy một cái ly nước nha. Rồi, và sách giáo khoa trang 21, sách giáo khoa toán 7 tập 1 trang 21 nha các bạn. Và đặc biệt là bút viết để chúng ta ghi chép nè. Rồi, bây giờ bạn nào đã sẵn sàng rồi thì hãy nhắn cho thầy chữ R nha. Nhắn cho thầy SS nha các bạn. Rồi, thầy thấy các bạn đã rất là sẵn sàng rồi. Thì bây giờ thầy sẽ không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa. Chúng ta hãy đến với video bài giảng đầu tiên của chương trình. Dạ, xin mời ban tổ chức. We continue to learn the fourth formula, power of a product. X times y to the power of n equals x to the power of n times y to the power of n. Power of a product equals a product of powers. For example, calculating a 1/3 to the power of 5 times 3 to the power of 5. Compared to this formula, we will see x equals 1/3, y equals 3, and n equals 5. Then will be equal to 1/3 times 3 to the power of 5. After performing the multiplication in brackets, we will get the result that the outer number 1 is still power of 5. So we will write 1 to the power of 5. The last result equals 1. B, 1.5 to the power of 3 times 8. We will convert this factor 8 to a power with exponent 3. 8 equals 2 to the power of 3 converts to 1.5 to the power of 3 times 2 to the power of 3. When transformed to here, we compare it with the formula x equals 1.5, y equals 2, and n equals 3. Apply this formula, we will get 1.5 times 2 to the power of 3 equals 3 to the power of 3 equals 27. Let's discover the formula 5 of the lesson, power of a quotient. X over y to the power of n equals x to the power of n over y to the power of n, with the condition y does not equal 0. The quotient obtained when the numerator and denominator are each raised to the indicated power separately. For question A, 72 to the power of 2 over 24 to the power of 2. Apply the formula to this task. X equals 72, y equals 24, and n equals 2. Then we will get 72 over 24 to the power of 2. And 72 over 24 equals 3, and we will get 3 to the power of 2, and the result we get is 9. In the second question, minus 7.5 to the power of 3 and 2.5 to the power of 3, then we will have x equals minus 7.5, y equals 2.5, and n equals 3. Then we will get minus 7.5 to the power of 3 over 2.5 to the power of 3 equals minus 7.5 over 2.5 to the power of 3 equals minus 3 to the power of 3 equals minus 27. In the last sentence, 15 to the power of 3 over 27, we will convert the number 27 to a power of 3. 27 equals 3 to the power of 3. We can see that we can divide two numbers with the same power. 15 to the power of 3 over 27 equals 15 to the power of 3 over 3 to the power of 3 equals 15 over 3 to the power of 3 equals 5 to the power of 3 equals 125. Next, we have an exercise to apply all the formulas we have just learned. Exercises: calculating the value of the expression a equals 2 to the power of 7 times 9 to the power of 3 over 6 to the power of 5 times 8 to the power of 2. To solve this problem, we will transform the given powers into new powers in such a way that the bases are primes. First, 2 to the power of 7 has the base of 2, which is a prime. 9, we will convert into prime base. 9 equals 3 to the power of 2. 6, we split into 2 times 3. And 8 we convert to prime base, which equals 2 to the power of 3. Then we will get a equals 2 to the power of 7 multiplied by 9 is 3 to the power of 2. Then 9 to the power of 3 is 3 to the power of 2 to the power of 3. 6 we will split into 2 times 3. Therefore, 6 to the power of 5 will be equal to 2 times 3 to the power of 5. And 8 equals 2 to the power of 3. Therefore, 8 to the power of 2 will be equal to 2 to the power of 3 to the power of 2. Now, we can see that 2 to the power of 7 stays the same. 3 to the power of 2 to the power of 3 is 3 to the power of 6. 2 times 3 to the power of 5 is turned into 2 to the power of 5 times 3 to the power of 5, and 2 to the power of 3 to the power of 2 is 2 to the power of 6 over 2 to the power of 5 times 3 to the power of 5 times 2 to the power of 6. To continue, we can see in the denominator there are 2 to the power of 5 and 2 to the power of 6 is equal to 2 to the power of 11 equals 2 to the power of 7, 3 to the power of 6, 3 to the power of 5. Now we will shorten it to the following results. We reduce 2 to the power of 7 with 2 to the power of 11. We get 1 above and 2 to the power of 4 below. We reduce 3 to the power of 6 with 3 to the power of 5. We get 3 to the power of 1 above and 1 below. Then we will multiply the results together. We have the result is 3 over 16. Vâng, và chúng ta vừa theo dõi video bài giảng bằng tiếng Anh, đúng không nào? Bây giờ các bạn cảm thấy thế nào nè? Các bạn đã hiểu được bao nhiêu phần trăm này thì các bạn nhấn vào cho thầy bằng bình luận nha, để thầy có thể theo dõi khả năng hiểu của bạn tới đâu nha. Rồi các con số trải dài từ 0 đến 100 luôn. Wow. Các bạn hiểu 100% rất tốt nha. Rồi các bạn thì 5%, 10%, vân vân. Wow. Các bạn vượt quá 100% luôn thì không biết là như thế nào đây. Rồi, không sao nha. Những bạn nào mà chưa hiểu rõ đó thì bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi cái video bài giảng tiếp theo của chương trình. Và các bạn hãy lưu ý cho thầy nha, hai từ khóa ngày hôm nay đó là lũy thừa của một tích và lũy thừa của một thương. Các bạn hãy ghi chép thật cẩn thận nha. Rồi, xin mời ban tổ chức ạ. Tiếp tục chúng ta sang tìm hiểu công thức thứ tư, lũy thừa của một tích. X nhân y tất cả mũ n bằng x mũ n nhân y mũ n. Lũy thừa của một tích bằng tích các lũy thừa. Ví dụ tính câu A 1/3 tất cả mũ 5 nhân 3 mũ 5. Đối chiếu vào công thức này chúng ta sẽ thấy x ở đây bằng 1/3, y bằng 3, còn n bằng 5. Khi đó sẽ bằng trong ngoặc 1/3 nhân 3 đóng ngoặc tất cả mũ 5. Thực hiện phép nhân trong ngoặc ta được kết quả là 1. Bên ngoài vẫn còn mũ 5. Vậy ta sẽ viết 1 mũ 5. Kết quả cuối cùng bằng 1. Ở câu B, 1,5 tất cả mũ 3 nhân 8. Chúng ta sẽ biến đổi thừa số 8 này thành lũy thừa có số mũ 3. 8 bằng 2 mũ 3. Khi biến đổi được đến đây, chúng ta đối chiếu theo công thức, chúng ta sẽ thấy x bằng 1,5, y bằng 2, còn n bằng 3. Vận dụng công thức này vào, chúng ta sẽ được 1,5 nhân 2 trong ngoặc tất cả mũ 3. 1,5 nhân 2 bằng 3, 3 mũ 3 bằng 27. Chúng ta cùng tìm hiểu công thức thứ 5 của bài lũy thừa của một thương. X phần y tất cả mũ n bằng x mũ n phần y mũ n với điều kiện y khác 0. Lũy thừa của một thương bằng thương các lũy thừa. Sau đây là các ví dụ tính những phép tính sau. Ở câu A, 72 mũ 2 phần 24 mũ 2. Đối chiếu theo công thức này chúng ta sẽ có x bằng 72, y bằng 24, n bằng 2. Khi đó chúng ta sẽ được 72 phần 24 trong ngoặc tất cả mũ 2. 72 chia 24 bằng 3. Vậy ta sẽ được là 3 mũ 2 và kết quả tính ra được bằng 9. Ở câu thứ 2, âm 7,5 trong ngoặc tất cả mũ 3 chia 2,5 tất cả mũ 3 thì ta sẽ có x bằng âm 7,5, y bằng 2,5, n bằng 3. Vì vậy ta sẽ được âm 7,5 chia 2,5 trong ngoặc tất cả mũ 3. Âm 7,5 chia 2,5 ta được kết quả là âm 3. Âm 3 trong ngoặc tất cả mũ 3 ta được kết quả âm 27. Ở câu cuối cùng, 15 mũ 3 chia 27. Chúng ta sẽ biến đổi số 27 này thành lũy thừa có số mũ 3. 27 bằng 3 mũ 3. Như vậy đây ta thấy là chia 2 lũy thừa cùng số mũ. Ta sẽ được là 15/3 tất cả mũ 3. 15 chia cho 3 được 5. Vậy chỗ này chúng ta sẽ viết 5 mũ 3 và bằng kết quả là 125. Tiếp theo chúng ta có một bài tập để vận dụng tất cả những cái công thức chúng ta vừa học. Bài tập tính giá trị của biểu thức A bằng 2 mũ 7 nhân 9 mũ 3 chia cho 6 mũ 5 nhân 8 mũ 2. Để giải được bài toán này thì chúng ta sẽ biến đổi những cái lũy thừa đã cho thành những cái lũy thừa mới sao cho có các cái cơ số là cơ số nguyên tố. Đầu tiên 2 mũ 7 có cơ số 2 là thừa số nguyên tố. 9 chúng ta sẽ biến đổi về cơ số nguyên tố đó là 9 thì bằng 3 mũ 2. 6 thì chúng ta sẽ tách thành 2 nhân 3. Còn 8 chúng ta sẽ biến đổi về cơ số nguyên tố đó là 2 mũ 3. Khi đó chúng ta sẽ được 2 mũ 7 nhân 9 thì thành 3 mũ 2. 9 mũ 3 thì thành 3 mũ 2 tất cả mũ 3. 6 chúng ta tách thành 2 nhân 3. Vậy thì 6 mũ 5 sẽ thành 2 nhân 3 tất cả mũ 5. 8 mũ 2 thì tách 8 thành 2 mũ 3. Vậy 8 mũ 2 sẽ bằng 2 mũ 3 tất cả mũ 2. Tiếp tục chúng ta sẽ dùng những công thức đã học để chúng ta biến đổi nhỉ. 2 mũ 7 chúng ta giữ nguyên, 3 mũ 2 tất cả mũ 3 thì sẽ thành 3 mũ 6. 2 nhân 3 tất cả mũ 5 sẽ biến đổi thành 2 mũ 5 nhân 3 mũ 5. Còn 2 mũ 3 tất cả mũ 2 chúng ta sẽ biến đổi thành 2 mũ 6. Tiếp tục chúng ta quan sát thấy ở dưới mẫu có 2 mũ 5 với 2 mũ 6. Chúng ta sẽ sử dụng công thức nhân 2 lũy thừa cùng cơ số để gom lại. Thì 2 mũ 5 nhân 2 mũ 6 chúng ta sẽ được 2 mũ 11. Các chỗ còn lại là 2 mũ 7, 3 mũ 6 với 3 mũ 5 chúng ta giữ nguyên. Bây giờ chúng ta sẽ đi rút gọn để ra kết quả như sau. 2 mũ 7 chúng ta sẽ rút gọn với 2 mũ 11. Trên được 1, dưới được 2 mũ 4. 3 mũ 6 rút gọn với 3 mũ 5. Trên được 3 mũ 1, dưới được 1. Sau đó chúng ta sẽ nhân các kết quả lại với nhau và được kết quả cuối cùng là 3/16. Nói tóm lại, trong nội dung của bài học lũy thừa của một số hữu tỉ, các em hãy nhớ 5 công thức sau đây. Thứ nhất, lũy thừa với số mũ tự nhiên. X mũ n là tích của n thừa số x, với x là số hữu tỉ, n là số tự nhiên lớn hơn 1. Công thức thứ hai cần nhớ đó là tích thương của hai lũy thừa cùng cơ số. Về tích, x mũ m nhân x mũ n bằng x mũ m cộng n. Về thương, x mũ m chia x mũ n bằng x mũ m trừ n với x khác 0 và m lớn hơn hoặc bằng n. Công thức thứ ba các em cần nhớ đó là lũy thừa của lũy thừa. X mũ m tất cả mũ n bằng x mũ m nhân n. Công thức thứ tư cần nhớ đó là lũy thừa của một tích. X nhân y tất cả mũ n bằng x mũ n nhân y mũ n. Công thức cuối cùng, lũy thừa của một thương. X phần y tất cả mũ n bằng x mũ n phần y mũ n với điều kiện là y khác 0. Cô hy vọng rằng những công thức này sẽ giúp ích các em trong quá trình dạy bài tập. Nội dung bài học này đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các em trong... Vâng, và chúng ta đã được xem xong video bài giảng thứ 2 của chương trình. Và sau video này thầy tin chắc rằng là các bạn đã hiểu bài và nắm bài hơn rất là nhiều rồi, đúng không nào? Rồi, thì bây giờ các bạn có câu hỏi nào đặt ra về bài học cho thầy không? Thì các bạn hãy giơ tay lên và đặt câu hỏi nha. Rồi, có bạn nào đặt câu hỏi không nào? Và không có bạn nào đặt câu hỏi đúng không ạ? Vâng, chứng tỏ các bạn đã nắm bài rất là tốt ạ. Và bây giờ thầy sẽ đưa vào phần bài tập cho các bạn. Chúng ta sẽ cùng săn đón những phần quà giá trị của chương trình nha. Rồi, bài tập đầu tiên. Các bạn hãy điền số thích hợp vào ô vuông. Chúng ta vận dụng kiến thức về lũy thừa của một tích và lũy thừa của một thương vừa mới học để giải quyết cái bài tập này. Rồi chúng ta có thời gian là 30 giây nha. Các bạn bên ngoài livestream cũng cùng làm nha. Và nếu trả lời đúng và nhanh nhất thì sẽ nhận được những phần quà từ chương trình. Còn 10 giây nữa là hết giờ làm bài. Vâng, và đã hết thời gian làm bài rồi. Các bạn hãy gõ đáp số của mình vào phần bình luận nào. Chúng ta có 2 câu A và B nha. Và thầy sẽ mời một bạn trả lời đáp số và trình bày lời giải cho cả câu A và câu B. Nếu bạn trả lời đúng và trình bày chính xác, bạn sẽ nhận được một phần quà giá trị từ chương trình. Rồi, có rất là nhiều cánh tay giơ lên và đã có rất nhiều bạn đã trả lời vào khu bình luận. Vâng, nhờ chương trình mời một bạn trả lời ạ. Xin mời ban tổ chức. Cô mời bạn Đoàn Thảo Na nha. Xin mời bạn Thảo Na. Em chào thầy ạ. Rồi, thầy chào Thảo Na. Thảo Na hãy giới thiệu một chút xíu về bản thân mình đi nào. Dạ, em tên là Đoàn Thảo Na. Em học trường Trung học cơ sở Thành Liên, Thanh Chương, Nghệ An ạ. Rồi, xin chào Thảo Na nha. Rồi, bây giờ mời Thảo Na nè. Trước hết, Thảo Na cho thầy đáp số câu A. Em thưa thầy là đáp số câu A là bằng 36. Chính xác. Và đáp số câu B nè. Đáp số câu B là bằng 84. Đáp số câu B là bằng 54. Em xin lỗi thầy. 54. Chính xác luôn, chúc mừng Na nha. Rồi, bước đầu tiên thành công rồi. Bây giờ Na hãy trình bày cái lời giải cho câu A nè. Dạ, em thưa thầy là câu A là 32 nhân 38 là bằng 30 phân 34. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo 30 phần 34. Rồi, sẽ bằng gì nè? Là bằng 36. Rồi, chúng ta thực hiện công thức. Công thức nào nè, để từ 3 mũ 10 trở về 3 mũ 10 chia 3 mũ 4 để ra 3 mũ 6 này. Là Na đã dùng công thức nào nè? Dạ, em dùng công thức là lũy thừa của một thước. Rồi, lũy thừa của một thước. Và chính xác rồi nha, chính xác rồi. Rồi, đáp số là chính xác rồi, nhưng mà thầy điều chỉnh chút xíu nha, công thức cuối của mình là chia hai lũy thừa nha, chia hai lũy thừa cùng cơ số, còn lũy thừa của một thước và một tích là công thức đầu tiên. Rồi, tốt lắm Thảo Na. Rồi, bây giờ là câu B nè. Em đưa thầy câu B là đổi 16 là thành 2 mũ 4. Rồi, 2 mũ 4. Rồi, sau đó? Sau đó là 10 mũ 4 chia 2 mũ 4 là bằng 5 mũ 4. Rồi, chính xác. Rất chính xác luôn nha Thảo Na. Xin chúc mừng Thảo Na nha. Bạn Thảo Na đã hoàn thành cái bài làm của mình cách rất là tuyệt vời luôn. Và Thảo Na xứng đáng nhận được một phần quà từ ban tổ chức. Xin mời ạ. Yeah. Xin chúc mừng bạn Thảo Na. Hay quá Na ơi. Con đã có một câu trả lời rất là xuất sắc. Vậy bây giờ Thảo Na hãy chọn một con số may mắn cho mình trong buổi sáng ngày hôm nay đi con. Dạ con thưa cô là con chọn số 7. Số 7. Đây chính là con số 7 may mắn trong buổi sáng ngày hôm nay của bạn Thảo Na. Thảo Na hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đón nhận phần quà hấp dẫn của mình nha. Không biết, rớt số 7 xuống luôn rồi. Lần lại. Đây là con số 7. 1, 2, 3. Xuất hiện. Chúc mừng Thảo Na với combo quà siêu đáng yêu và dễ thương từ chương trình, gồm khẩu trang nè, túi canvas và nón có logo của Siêu Trí Nhớ Học Đường. Cô Nguyên xin chúc mừng bạn Thảo Na nha. Có vui không Thảo Na khi mà con nhận được quà? Con rất là vui, con cảm ơn cô. Rồi, bây giờ Thảo Na có thể chia sẻ số điện thoại của ba hoặc mẹ để chương trình gửi qua cho con. Dạ, con xin đọc số điện thoại là 08622 12457. Rồi, cô Nguyên xin cảm ơn và một lần nữa chúc mừng bạn Thảo Na. Đồng thời, cô Nguyên cũng xin phép thầy Thạch và tất cả các bạn lớp mình, chúng ta cũng sẽ chúc mừng bạn có nick Facebook là Đinh Tuấn, cũng như là nick YouTube là Hoàng Việt Channel, cũng có đáp án chính xác đó thầy Thạch. Vâng, xin cảm ơn cô Nguyên. Thầy chúc mừng Thảo Na một lần nữa nha, và cũng xin chúc mừng các bạn bên ngoài livestream. Rồi. Và chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục. Thầy Thạch ơi, cho cô Nguyên nhắc một xíu, các bạn nào mà chúng ta có tên thì chúng ta sẽ chủ động liên hệ với trang Tâm Trí Lực để lại thông tin của mình. Từ đó, ban tổ chức có thể liên hệ với các bạn và trao quà cho các bạn nha. Bây giờ chúng ta cùng nhau nỗ lực chinh phục thử thách của thầy Thạch. Tiếp nào! Vâng, xin cảm ơn cô Nguyên nha. Và chúng ta hãy tiếp tục sang bài tập tiếp theo nha các bạn. Rồi, đây là bài tập tìm số tự nhiên N. Các bạn lưu ý đây là số tự nhiên nha. Và chúng ta có hai câu A và câu B. Chúng ta có thời gian cho hai câu này là 1 phút và thầy cũng cần một bạn trả lời đáp số đúng và trình bày lời giải cho hai câu A và B nha. Rồi, thời gian suy nghĩ bắt đầu. Các bạn hãy chờ đến cuối giờ rồi chúng ta mới tỏ lời giải vào phần bình luận nha. Còn 10 giây nữa là hết giờ làm bài, chúng ta tranh thủ đi nào. Vâng, và đã hết thời gian làm bài. Các bạn hãy gõ đáp số của mình vào phần bình luận cho câu A và câu B nha. Vâng, thầy thấy có rất nhiều đáp số. Rồi, có rất nhiều đáp số và có rất nhiều đáp số chính xác nha. Và hiện tại cũng có rất là nhiều cánh tay giơ lên muốn giải quyết câu hỏi này. Xin mời ban tổ chức ạ, sẽ nhờ một bạn trả lời câu hỏi ạ. Cô mời bạn Hồ Thanh Hiếu nha. Hiếu ơi, mic con đã được bật rồi. Con lên tiếng nha. Dạ, con chào mọi người, con tên là Hồ Thanh Hiếu. Con xin được trả lời câu hỏi. Rồi, xin mời con ạ. Câu A là rồi, đáp số nha, đáp số trước. Đáp số câu A là bằng 4. Câu A đáp số là N bằng 4 đúng không? Dạ 4 rồi, 4. Rồi, câu B đáp số bao nhiêu nè? Dạ 3. Rồi, đáp số câu A và câu B rất chính xác nha. Chúng ta đã thực hiện thành công phần đáp số rồi. Bây giờ mời bạn trình bày lời giải câu A nha. Rồi, câu A nè. 2 mũ N là bằng 4 là bằng 16. 32 chia 16 là bằng 2. À, tức là bạn đang nhẩm đáp số đúng không nào? Dạ. Rồi, bạn nhẩm đáp số. Vậy ngoài cái việc nhẩm đáp số thì bạn có thể trình bày cái lời giải cho thầy được không? Thay vì mình nhẩm. Bởi vì đôi khi bài toán nó có những cái đáp số mà nó rất là lớn, mình không có thể nhẩm được. Đúng không nào? Thì bạn hãy dùng cái tính chất kiến thức mà chúng ta vừa mới học để mà trình bày lời giải được không? Mời Hiếu. Vì phần bài tập này thì đòi hỏi yêu cầu là mình có đáp án đúng nhưng mà phải có sự trình bày bài bản đi từ kiến thức. Còn việc nhẩm thì không, đôi khi những cái đáp số mà nó lớn quá thì chúng ta không có khả năng nhẩm tới được. Bạn có hiểu chỗ này không nè? Rồi. Vậy bạn hiểu suy nghĩ thêm giúp thầy nha. Rồi, suy nghĩ thêm giúp thầy hai câu này nha. Và xin nhờ ban tổ chức mời một bạn khác để giúp bạn hiểu á. Cô mời bạn Phan Thanh. Xin chào Phan Thanh. Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Phan Thành. Ba từ đó mình là tự tin, năng động, khỏe mạnh, sinh mồm cổ vũ cho mình ạ. Rồi, thầy chào Phan Thanh nha. Dạ. Rồi, xin mời Phan Thanh. Đáp số của Phan Thanh là có trùng với đáp số của bạn vừa rồi không? Dạ, có ạ. Rồi, cảm ơn Phan Thanh. Bây giờ Phan Thanh hãy giúp thầy giải quyết câu A nha. Ở câu A thì em phép tính phân số là em đặt ngang thành 32 chia cho 2 mũ n thì bằng 2 ạ. Thì em chuyển 32 thành 2 mũ 5 ạ. Thì 32 thành 2. Rồi, 32 thành 2. 25 còn 2 thì thành 2 mũ 1 thì 2 mũ 5 chia 2 mũ 1 thì 2n bằng 2 mũ 4 ạ. Rồi. Suy ra n bằng 4 ạ. Hoặc là có thể chỉnh lại là 32 chia 2 bằng 16 là thành 2 mũ 4. Nó vẫn giống nhau. Rồi, Thanh vẫn đúng nha. Rồi, như vậy 2 mũ n bằng 2 mũ 4. Chính xác. Và n bằng 4. Rồi, chúc mừng Thanh nha, câu A nha. Rồi, câu B luôn nè Thanh. Câu B thì em đặt đóng ở ngoặc âm 15 phần âm 5. Rồi. Mũ n thì bằng 27 ạ. Em chuyển 27 thành 3 mũ 3. Thì, rồi 27 3 mũ 3 thì ở trong ngoặc em tính được là bằng 3 mũ n thì bằng 3 mũ 3 suy ra n bằng 3. Vâng, rất chính xác. Phần trình bày lời giải của Thanh cũng chính là lời giải của thầy luôn nha. Chúc mừng Thanh nha. Rồi, rất là tuyệt vời luôn. Chúc mừng Thanh một lần nữa, và Thanh xứng đáng nhận được một phần quà từ chương trình nha. Xin mời ban tổ chức nào. Wow, cô Nguyên xin chúc mừng bạn Thanh. Cô Nguyên cảm ơn thầy Thạch vì thầy Thạch đã cho cô Nguyên có cơ hội xuất hiện ở đây và mang đến phần quà cho bạn. Wow, bạn đã vượt qua thử thách của thầy Thạch rất là xuất sắc. Vậy bây giờ Thanh, con hãy chọn cho mình một con số may trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, con chọn số 3. Số 3. Chúng ta sẽ cùng xem số 3 sẽ mang lại bất ngờ gì cho bạn Thanh nha. Hello, đây là con số 3. Chúng ta cùng xem nha. 1, 2, 3. Đây là một combo quà siêu đáng yêu từ chương trình, bao gồm khẩu trang nè, nón và túi canvas có logo của Siêu Trí Nhớ Học Đường. Cô Nguyên xin chúc mừng bạn Phan Thanh nha. Vâng ạ. Rồi Thanh ơi, em hãy chia sẻ số điện thoại của ba hoặc mẹ để chương trình gửi quà cho em. Em cho cô là số điện thoại của em là 0342 ạ. 672 892 ạ. Rồi, một lần nữa cô Nguyên xin chúc mừng bạn Phan Thanh. Cố gắng nỗ lực tiếp tục nha Phan Thanh nha. Và cô Nguyên cũng xin chúc mừng bạn có nick Facebook là Hùng Quang, cũng như là bạn có nick YouTube là Linh Nguyễn Channel. Hai bạn này cũng có đáp án chính xác đó thầy Thạch. Và hai bạn cũng xứng đáng nhận quà từ chương trình. Các bạn chủ động để lại thông tin trên trang Tâm Trí Lực nha. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực giành những phần quà hấp dẫn khi vượt qua thử thách của thầy Thạch. Cố lên các bạn ơi. Xin cảm ơn cô Nguyên nha. Chúc mừng Thanh một lần nữa. Và thầy cũng chúc mừng các bạn ngoài Facebook nha. Các bạn hôm nay làm toán rất là tốt, rất là xuất sắc luôn. Và thầy muốn nhấn mạnh lại đây là cái phần bài tập cũng rất là trọng tâm của chương trình trong cái bài học tiểu thừa của một số hữu tỷ. Thì đối với bài tìm n này, câu A đó, thì cái chỗ 2 mũ n này các bạn sẽ thực hiện phép chia 32 cho 2, bởi vì đây là số chia, đúng không? Chúng ta lấy số bị chia cho thừa thì được 16, và 16 chúng ta viết thành lũy thừa có cùng cơ số với số 2. Từ đó 2 mũ n bằng 2 mũ 4 thì chúng ta suy ra n bằng 4 nha các bạn. Rồi, câu B là chỗ mà chúng ta thực hiện là gì đây? Phương 2 lũy thừa, đúng không? Là lũy thừa của một thương. Rồi, như vậy thực hiện phép chia như vậy chúng ta ra được 3 mũ n. Và lúc bấy giờ cái con số 27 này các bạn cũng viết thành là 3 mũ 3, đúng không? Và cùng cơ số với 3 mũ n thì chúng ta được n bằng 3. Rồi, thì cái việc nhẩm đáp số thì cũng rất là tốt, giúp chúng ta có khả năng tính nhẩm nha. Tuy nhiên thì đôi khi cái bài toán cái đáp số nó lớn quá hoặc là nó phức tạp đó, thì chúng ta khó nào mà nhẩm được nha. Cho nên là bạn hiểu và hãy cố gắng, một mặt chúng ta trau dồi khả năng tính nhẩm, một mặt thì chúng ta sẽ vận dụng đúng cái cách trình bày và thầy vừa mới hướng dẫn. Rồi, bạn hiểu cố gắng cho các bài tập sau nha. Và đến đây thì hôm qua 2 tuần thì chúng ta đã học xong bài lũy thừa của một số hữu tỉ. Chúng ta đã có những công thức nào nè. Hôm trước chúng ta đã học định nghĩa và lũy thừa tích của thương và lũy thừa của lũy thừa. Hôm nay chúng ta học thêm 2 công thức nữa. Thì bây giờ để tổng quan lại tất cả các công thức đã học, thầy mời một bạn thông qua sơ đồ tư duy này hãy trình bày lại tóm tắt cái bài học của mình qua 2 tuần. Rồi, bạn nào trình bày tốt thì cũng sẽ xứng đáng nhận được một phần quà của chương trình nha. Vâng, thầy thấy có rất là nhiều bạn muốn trình bày lại cái bài học này nè. Rất nhiều bạn muốn trình bày lại, chứng tỏ các bạn nắm bài rất là tốt nha. Rồi, có rất là nhiều cánh tay giơ lên ở đây. Thầy xin nhờ ban tổ chức mời một bạn trình bày sơ đồ tư duy ạ. Cô mời bạn Lê Kim Phát. Thầy xin chào Phát nha. Dạ em chào thầy. Rồi Phát hãy giới thiệu chút xíu mà mình cho các bạn cùng biết nè. Dạ em tên là Lê Kim Phát. Ba điều để nói về em là thông minh, nhanh nhẹn và hiếu thảo. Xin mọi người cổ vũ cho con. Rồi thầy cổ vũ cho Phát nha. Bây giờ thầy mời Phát trình bày lại sơ đồ tư duy của bài học nè. Dạ có 5 kiến thức chúng ta cần phải nhớ là công thức x mũ n bằng x nhân y với x thuộc q và n thuộc tập hợp số tự nhiên n phải lớn hơn 1. Có tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số. Tích là x mũ m nhân x mũ n bằng x mũ m cộng n. Còn thương bằng x mũ m chia x mũ n bằng x mũ m trừ n với điều kiện là x khác 0, m lớn hơn n. Và x mũ m tất cả mũ n bằng x mũ m nhân n. X nhân y tất cả mũ n bằng x mũ n nhân y mũ n. X phần y tất cả mũ n bằng x mũ n phần y mũ n với điều kiện là y khác 0. Xin hết. Và thầy hỏi thêm Phát chút xíu nha. Cái chỗ tích này là có bao nhiêu thừa số x ở đây? Cái chỗ định nghĩa nè, x mũ n bằng x nhân x vân vân nè, thì chúng ta có bao nhiêu cái thừa số x ở đây nè Phát? Dạ vô. Dạ nx thầy. Đó, n thừa số x, chính xác luôn. Và thầy muốn hỏi thêm Phát chút xíu nha. Phát có biết cái tên gọi của cái công thức chỗ này không? Cái bài hôm trước chúng ta có định nghĩa cái tên gọi của công thức là gì? Dạ nhân hai lũy thừa cùng cơ số ạ. Chính xác, nhân hai lũy thừa cùng cơ số thì chúng ta sẽ thực hiện là gì đây? Chúng ta thực hiện làm phép gì đây? Dạ phép giữ nguyên cơ số cộng hai số mũ ạ. Rồi, còn chia hai lũy thừa cùng cơ số nào? Dạ là giữ nguyên cơ số và trừ hai số mũ ạ. Rồi, còn chúng ta có công thức gì bên này? Tên gọi của công thức màu tím này là gì nào Phát? Dạ thưa cô, dạ thưa thầy là lũy thừa của. Dạ thưa thầy là lũy thừa của. Cố lên. Dạ đợi em một xíu. Thầy hỏi lại đi thầy. Thầy hỏi là công thức màu tím này mình có cái tên gọi là gì? Dạ đợi em một xíu. Dạ lũy thừa của lũy thừa thầy. Rồi lũy thừa của lũy thừa. Và Phát cho thầy biết luôn và các bạn biết luôn công thức, hai công thức chúng ta vừa mới học nè, màu xanh nè với màu nâu nè, tên gọi của nó là gì nè? Lũy thừa của một tích thầy. Và cuối cùng là lũy thừa của một thương. Rồi rất chính xác luôn nha Phát nha. Rồi, với cái phần trình bày như vậy thì bạn Phát mới xứng đáng nhận được phần quà của chương trình. Trước hết thì thầy sẽ đề cập như thế này. Thì sơ đồ tư duy là chúng ta sẽ trong cái bài học này thì chúng ta viết công thức ra. Tuy nhiên công thức chúng ta cần thuộc tên gọi của công thức và thuộc luôn cái lời của công thức, phát biểu bằng lời thì chúng ta mới nhớ bài được lâu và chúng ta sẽ làm toán không bị sai, không bị nhầm lẫn. Nhớ nha, các bạn nhớ luôn giúp thầy là khi chúng ta học chúng ta nhớ cố gắng thuộc tên gọi của công thức và phát biểu bằng lời. Ví dụ nhân hai lũy thừa cùng cơ số, chúng ta giữ nguyên cơ số và cộng số mũ lại với nhau. Đó là lý do vì sao sách giáo khoa luôn luôn có cái phần trình bày bằng lời để chúng ta thông qua các phương pháp ghi nhớ để chúng ta thuộc cái lời đó chứ không phải là chỉ thuộc không cái công thức. Rồi bạn Phát rất là chính xác và rất là xuất sắc nha. Bạn đã cố gắng có một chút xíu quên đúng không, nhưng mà cố gắng để nhớ lại phần lời, phần tên gọi của các công thức. Rồi thầy chúc mừng Pháp một lần nữa nha. Rồi xin mời ban tổ chức hãy cho Pháp một phần quà. Em cảm ơn thầy. Cô Nguyên xuất hiện rồi đây. Cô Nguyên xin chúc mừng bạn Kim Phát. Rồi, bây giờ Kim Phát có thể chọn cho mình một con số nào đấy. Dạ, buổi... em chọn số 8 ạ. Số 8. Đây là con số 8 may mắn của bạn Phát. À, cô nhìn thấy là bạn Phát đang có một cái sticker hả? À, cái hình khẩu trang. Đó, bạn Phát đang nhắc nhở chúng ta là phải luôn luôn trong tinh thần chống dịch. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn xem con số 8 may mắn sẽ mang lại món quà gì, hấp dẫn gì cho bạn Phát trong buổi sáng ngày hôm nay. Tăng tăng, một combo quà vô cùng đáng yêu từ chương trình, bao gồm nón nè, khẩu trang và túi canvas có logo của Siêu Trí Nhớ Học Đường cùng với một dấu cộng. Wow! Cùng với 100.000 đồng. Cô Nguyên xin chúc mừng bạn Kim Phát nha. À, cách đọc sơ đồ tư duy của bạn Kim Phát đã mang lại cho bạn Kim Phát một món quà vô cùng đáng yêu và dễ thương. Các ơi, em có vui khi nhận được quà không nè? Dạ có. Rồi, bây giờ Phát chia sẻ với cô cũng như là với ban tổ chức số điện thoại. Dạ 0913 04 6660. Rồi, cô Nguyên một lần nữa xin chúc mừng bạn Phát. Đồng thời, cô Nguyên cũng muốn nhắc các bạn là cô Nguyên biết khi các bạn học thì sẽ mẹ của chúng ta hỗ trợ nỗ lực hết sức để có thể giúp chúng ta có một buổi học thật là tuyệt vời, đúng không nào? Nên là chúng ta cũng đừng quên cảm ơn ba mẹ của mình nha. Cô Nguyên một lần nữa xin chúc mừng bạn Kim Phát. Vâng, xin cảm ơn cô Nguyên và thầy chúc mừng Kim Phát một lần nữa nha. Và đây cũng là cái bài tập cuối cùng trong tiết học ngày hôm nay. Và thầy muốn nhấn mạnh với các bạn một số điều sau đây. Thì với cái bài học này, chúng ta thầy có hướng dẫn các bạn là có 2 phương pháp ghi nhớ. Tuy nhiên, các bạn có thể tự sáng tạo thêm một số cách khác thông qua 11 phương pháp ghi nhớ mà thầy Nguyễn Phùng Phong có chia sẻ trên trang siêu trí nhớ học đường.com nha. Các bạn có thể truy cập vào trang web và tìm hiểu các phương pháp ghi nhớ và có thể áp dụng theo một cách riêng của mình vào cái bài học này. Riêng bài học này, như tuần trước thầy có chia sẻ với các bạn là ngoài sơ đồ tư duy là phương pháp rất phổ biến trên toàn thế giới, chúng ta cũng có một cái phương pháp cũng rất phổ biến khác, đó là phương pháp phản ứng nhanh hay còn gọi là phương pháp thẻ ghi nhớ. Thì với cái phương pháp này chúng ta có thể vận dụng tốt cho cái bài học này, bởi vì bài học này có các công thức vế trái và vế phải. Các bạn chuẩn bị cho thầy một cái mẩu giấy nhỏ thôi, bị cứng càng tốt nha. Rồi mặt trước chúng ta ghi vế trái và mặt sau chúng ta ghi vế phải, và các bạn có thể tự do trang trí theo ý thích của mình. Và thế là xong, chúng ta đã có một cái thẻ ghi nhớ trong một công thức rồi. Và với bài tập này chúng ta có là 6 thẻ ghi nhớ nha. Tích và thương các bạn tách ra luôn cho thầy cũng được. Chúng ta có 6 thẻ ghi nhớ. Rồi, bạn nào tuần trước đã làm thẻ ghi nhớ cho các cái công thức tuần trước nè, các bạn hãy nhấn cho thầy chữ R nè. Các bạn nào đã làm thẻ ghi nhớ rồi nè. Rồi, có rất nhiều bạn đã làm thẻ ghi nhớ nha. Thầy cảm ơn các bạn. Các bạn rất là chăm chỉ nha. Rồi. Và các bạn đừng quên nha, các bạn đừng quên hôm nay chúng ta đã tổng hợp kiến thức của cả 2 bài. Cho nên đó là các bạn hãy giúp thầy vẽ một cái sơ đồ tư duy cho cả 2 bài học. Tức là các công thức mà bạn Phát vừa mới tổng hợp vừa rồi. Và thực hiện luôn thẻ ghi nhớ cho tất cả các công thức luôn, càng tốt ha. Rồi nếu bạn nào vẽ tốt nè, vẽ tự tin thì chúng ta hãy tham gia chương trình 5 phút thuộc bài trên trang siêu trí nhớ học đường.com. Và ngoài ra để củng cố cái kỹ năng làm bài đó thì chúng ta hãy làm bài cho thầy bài 30 và bài 31 trang 19 sách giáo khoa toán 7 tập 1 nha các bạn. Và thế là tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Thầy xin cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với thầy trong thời gian vừa qua để chúng ta có một tiết học thật là tuyệt vời. Bạn nào đã hiểu bài của ngày hôm nay nè, nhấn cho thầy số 1 nè. Rồi các bạn khuyến mãi luôn 100 số 1. Cảm ơn các bạn nha. Rồi. Và các bạn đừng quên truy cập vào trang web siêu trí nhớ học đường.com để chúng ta có thể tìm hiểu các bài học tiếp theo, xem trước các video bài giảng để các buổi học tiếp theo các bạn sẽ hiểu bài tốt hơn, có sự chuẩn bị tốt hơn và có nhiều cơ hội hơn để nhận được các phần quà giá trị từ chương trình nha. Và thầy xin cảm ơn các bạn một lần nữa. Hẹn gặp lại các bạn trong cái tiết học này đúng khung giờ này vào tuần sau nha. Thầy chân ái chào tất cả các bạn. Wow, các bạn ơi, chúng ta hãy dành cho thầy Thạch một tràng pháo tay thật là to để cảm ơn thầy, vì thầy đã mang lại một bài học vô cùng hữu ích cho chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay, cũng như là thầy đã trao cho chúng ta những món quà thật là thú vị và dễ thương dành cho các bạn có tinh thần học tốt. Một lần nữa cô Nguyên muốn các bạn vỗ thêm một tràng vỗ tay nữa cho bản thân mình. Cô Nguyên cảm thấy ngày hôm nay các con học rất là ngoan, rất là xuất sắc luôn. Rồi, bây giờ các bạn có thể chia sẻ với cô Nguyên hiện tại, ngay lúc này đây, các bạn có điều gì muốn nói với cô không nè? Cũng như là với thầy Thạch. Yeah. Rồi, ngoài ra cô cũng muốn nhắc các bạn một xíu. Lúc nãy thầy Thạch có chia sẻ với mình về phương pháp để có thể ghi chép, giúp cho mình có thể nhớ bài tốt hơn, hiểu bài lâu hơn nữa. Đúng không nè? Đồng thời còn có thêm một phương pháp, đó là phương pháp sơ đồ tư duy nè, rồi phương pháp phản ứng nhanh. Nên cô Nguyên cũng muốn giới thiệu với các bạn một quyển sách. Đây là quyển Siêu Trí Nhớ Học Đường. Các bạn nào đã có quyển sách này thì các bạn cũng đã biết về 11 phương pháp ghi nhớ giúp chúng ta có thể học nhanh nè, nhớ lâu. Còn với các bạn mà chúng ta chưa có trong tay quyển sách này thì các bạn có thể lên trang siêu trí nhớ học đường.com để tải bản online về nha. Trong đây có rất là nhiều bí mật thú vị. Cô thấy có bạn Phan Thanh đang giơ cuốn sách lên nè. Rồi, hay quá. Đó, nên là chúng ta có thể tìm hiểu thêm về các phương pháp, các kỹ thuật ghi nhớ nha. Ngoài ra, lúc nãy thầy Thạch cũng có nhắc chúng ta một chuyện, đó là bạn nào học xong buổi học ngày hôm nay thì sẽ vẽ lại cái sơ đồ tư duy, tham gia vào cuộc thi 5 phút thuộc bài để có cơ hội nhận về cho mình những giải thưởng hấp dẫn. Ngoài ra, cô Nguyên cũng xin nhắc các bạn lớp 7 thân yêu của cô Nguyên, đó là chúng ta hãy luôn chuẩn bị cho mình bài tập nè, làm bài tập sẵn sàng, coi trước bài mới và luôn giữ một tinh thần lạc quan, tích cực để tiết học sau chúng ta sẽ nhận thêm nhiều giá trị cũng như là những phần quà bổ ích nữa nha. Quà của cô Nguyên thì còn nhiều lắm đó, và càng về sau thì quà của cô càng to và hấp dẫn. Cố lên nha. Tôi chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong tiết học sau. Cô chào các bạn nha. Cô chào bạn Mai Anh. Cô chào Gia Ngân. Lúc nào cũng có một nụ cười thật tươi. Chúc tất cả các bạn có một buổi sáng thật là thú vị. Cô chào bạn Thanh Hằng. Đúng rồi. Các bạn nhớ nha, khi mình tham gia vào lớp học, mình phải mở camera của mình lên. Thì các thầy cô mới mời mình lên phát biểu được đó. Cô chào Hà An. Bye bye. Cô chào bạn Ngọc. Cô chào bạn Bảo Nguyên. Cô chào Bảo Hân. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chào đón các bạn lớp 8 và lớp học của chúng ta ngày hôm nay. Cô chào tất cả các bạn đang có mặt trong vùng Zoom nè, cũng như tất cả các bạn đang xem trực tiếp trên trang của thầy Nguyễn Phùng Phong, trang Tâm Trí Lực, cũng như là YouTube của thầy Nguyễn Phùng Phong nha. Bạn nào là học sinh lớp 8 đã có mặt sẵn sàng rồi thì các bạn gõ cho cô số 8. Wow, có rất là nhiều bạn đã bắt đầu vào phòng học của chúng ta, sẵn sàng cho buổi học ngày hôm nay. Wow. Các con nhớ chuẩn bị cho mình nước nè, tập bút, sẵn sàng cho buổi học nha. Với các bạn nào đã bắt đầu quen với việc vẽ sơ đồ tư duy thì các bạn có thể chuẩn bị sẵn màu cho mình luôn, để chúng ta có thể ghi chép theo phương pháp vẽ sơ đồ tư duy luôn. Học xong là mình thực hành liền. Wow. Trước khi buổi học bắt đầu, cô Nguyên xin phép được giao lưu với một bạn lớp 8 nha. Bây giờ cô Nguyên sẽ nhờ ban tổ chức có thể mời một bạn lên giao lưu với cô Nguyên, cũng như là tất cả các bạn trong lớp của mình ngày hôm nay. Cô mời bạn Việt Hân nha. Hương ơi, con bật mic con lên nha. Cô xin chào bạn. Con có thể giới thiệu một xíu về mình để cô Nguyên cũng như là tất cả các bạn hiểu thêm về con. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Phan Việt Hưng. 3 từ để nói về mình là trung thực, hiếu thảo và thông minh. Xin mọi người hãy cổ vũ cho mình. Chắc chắn rồi, tất cả mọi người, cô nè, cùng với tất cả các bạn học sinh trong buổi học ngày hôm nay sẽ cổ vũ cho Việt Hưng. Rồi, Việt Hưng ơi, cô Nguyên muốn hỏi Việt Hưng một vài câu hỏi, có được không? Dạ, được. Rồi, Việt Hưng đã biết về cuộc thi 5 phút thuộc bài chưa con? Dạ, em chưa biết cô. Đây là lần đầu tiên em mới học cô. Wow, đây là lần đầu tiên bạn Việt Hưng tham gia vào lớp học của chúng ta ngày hôm nay. Có bạn nào giống như bạn Việt Hưng không ta? Bạn nào giống như bạn Việt Hưng gõ vào lần đầu tiên? Rồi, vậy cô hỏi bạn Việt Hưng, do đâu hoặc là nhờ ai mà em biết đến chương trình để có thể tham gia vào buổi học ngày hôm nay? Dạ, em thưa cô là nhờ mẹ em và người quen của em cô. Em có suy nghĩ là mình hy vọng, mong muốn sẽ nhận được gì sau buổi học ngày hôm nay chưa? Dạ rồi. Em mong muốn là mình sẽ nhận được cái gì nè? Mong muốn nhận được quà. Với lại kiến thức. Kiến thức. Vậy Việt Hưng có thể cho cô Nguyên biết là cái học này mình học môn gì chưa? Mình học môn gì ta? Dạ em cũng chưa biết. Chưa biết mình học môn gì luôn. Các bạn ơi, cổ vũ bạn Việt Hưng bằng cách giúp bạn, nhắc bạn tiết học này chúng ta học môn gì? Gõ vào khung bình luận. Có bạn giơ tay kìa, có bạn muốn cổ vũ và cũng như là giúp đỡ bạn Việt Hưng luôn. Rồi. Đúng rồi, các bạn gõ vào khung bình luận nha. Coi coi tiết này chúng ta học môn gì. Rồi, hay quá. Bây giờ cô Nguyên có thể xin phép ban tổ chức mời giúp cô Nguyên thêm một bạn nữa. Bạn nào đã biết về cuộc thi 5 phút thuộc bài để có thể hỗ trợ hoặc là chia sẻ thêm cho bạn Việt Hưng cũng như là các bạn mà mới tham gia vào buổi học của chúng ta có thể biết thêm về cuộc thi nha. Bạn nào biết giơ tay cao, nở nụ cười thật là tươi. Bí quyết của cô Nguyên đó, bí quyết mà cô Nguyên chọn các bạn á. Nên là giơ tay cao lên. Cô mời bạn Trịnh Tuấn Kiệt nha. Cô Nguyên xin chào bạn. Chào cô. Rồi, con có thể giới thiệu một xíu về mình đi nào. Em giới thiệu em là chị Tuấn Kiệt. 3 từ để nói về em là năng động, thông minh và hiếu thảo. Mong mọi người cổ vũ cho em. Cô Nguyên cổ vũ cho bạn Tuấn Kiệt cũng như là tất cả các bạn khác cũng sẽ cổ vũ cho con. Rồi bây giờ Tuấn Kiệt có thể chia sẻ một xíu về những hiểu biết của em thông qua cuộc thi 5 phút thuộc bài. Em chưa tham gia 5 phút thuộc bài. Tuấn Kiệt cũng chưa tham gia vào cuộc thi 5 phút thuộc bài luôn. Rồi, vậy là Tuấn Kiệt, đây là buổi học thứ mấy mà em tham gia vào chương trình? Hay em cũng là lần đầu tiên? Học cái này thì tuần nào em cũng học. Là tuần nào em cũng học rồi. Vậy là em có thể chia sẻ với bạn Việt Hưng một xíu cảm xúc của em cũng như là những suy nghĩ của em về các buổi học để bạn cũng hiểu là trong đây mình sẽ học cái gì. Em cảm thấy học được nhiều kiến thức vui, học được nhiều kiến thức. Rồi vậy buổi nào thì bạn Tuấn Kiệt của chúng ta cũng sẽ có tham gia vào buổi học. Vậy Tuấn Kiệt có chia sẻ cái buổi học của mình cho các bạn của Tuấn Kiệt cùng tham gia với con không? Con có. Em chia sẻ cho bao nhiêu bạn rồi? 5-6 bạn. 5-6 bạn luôn. Rồi sau khi mà mình chia sẻ với các bạn thì các bạn cũng sẽ có cơ hội giống như mình tham gia vào buổi học cũng như là nhận quà. Cô Nguyên thay cảm ơn bạn Tuấn Kiệt nha. Vâng. Cô cảm ơn bạn Tuấn Kiệt rất là nhiều. Rồi bây giờ thôi để cô Nguyên bật mí luôn cho. Nhưng mà cô Nguyên sẽ không nói hết đâu. Cô Nguyên sẽ nói một xíu thôi về giải thưởng. Cái mà có rất là nhiều bạn quan tâm, đó là khi mà các con tham gia vào cuộc thi 5 phút thuộc bài thì các con sẽ có cơ hội nhận được những giải thưởng rất là hấp dẫn. Mỗi tuần thì các con sẽ có thể là đạt giải. Chúng ta có 12 giải nhà đào tạo xuất sắc nè, 12 giải nhà đào tạo truyền cảm hứng. Với mỗi giải như vậy thì các con sẽ được phần quà với giá trị là 1 triệu đồng. Còn những giải thưởng rất là hấp dẫn nữa. Tuy nhiên, cô Nguyên muốn tất cả các bạn tự tìm hiểu bằng cách các con có thể lên trang siêu trí nhớ học đường.com, mục 5 phút thuộc bài để chúng ta biết thêm về chương trình nha. Rồi, bây giờ các bạn ở trong lớp của chúng ta có thể nhắc cô Nguyên hôm nay chúng ta học bài gì không? Gõ xuống khung bình luận giúp cô Nguyên nào. Bạn nào chuẩn bị bài rồi? Trước buổi học thì chúng ta phải làm bài tập nè, chuẩn bị bài thì chúng ta mới có thể có một tiết học tốt. Wow, cô Nguyên cảm ơn bạn Lâu Vũ. Hay quá. Bảo Ngọc, hay quá luôn. Thành Phát nè, Phú Hào. Đây là những bạn đã xem trước bài luôn. Vậy cô hỏi các bạn một câu nè. Các bạn xem bài, các bạn có lên trang siêu trí nhớ học đường.com xem chưa? Bạn nào xem rồi, gõ cho cô Nguyên chữ viết tắt siêu trí nhớ học đường.com. Các bạn trả lời dạ có. Hay quá. Và cô Nguyên cũng muốn các bạn đang xem trực tiếp buổi học ngày hôm nay trên trang của thầy Nguyễn Phùng Phong nè, trang Tâm Trí Lực và YouTube kênh của thầy Nguyễn Phùng Phong. Các con cũng bình luận cho cô Nguyên nha. Cô Nguyên cũng nhìn thấy, wow, có rất là nhiều bạn bình luận rồi. Các bạn biết không, khi các bạn tham gia trực tiếp ở trong Zoom hay là ngoài xem trực tiếp trên các kênh thì cơ hội nhận quà của chúng ta đều như nhau. Wow, có rất là nhiều bạn đã xem. Vậy là cô biết chắc chắn các bạn này một xíu nữa đây, sau buổi học sẽ hiểu bài nè, cũng như là có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn từ thầy. Cô Nguyên lỡ lời rồi. Cô Nguyên định đố các bạn là các bạn có biết hôm nay chúng ta học với thầy hoặc cô nào không? Nhưng mà cô Nguyên đã lỡ tiết lộ một chi tiết rồi. Vậy bây giờ cô Nguyên muốn hỏi các bạn, các bạn đã sẵn sàng tham gia vào buổi học chưa? Nếu sẵn sàng rồi thì ngồi thẳng lưng lên nè, mở camera. Cười thật tươi nữa Ngọc ơi. Wow, đúng rồi, tất cả các bạn luôn, nở một nụ cười thật tươi ha. Chuẩn bị nước, chuẩn bị dụng cụ cho mình. Đồng thời bạn nào nôn nóng gặp giáo viên hướng dẫn của chúng ta trong buổi học ngày hôm nay, gõ cho cô tên của thầy hoặc là cô sẽ hướng dẫn cho mình trong buổi học ngày hôm nay để mời thầy cô của mình bước ra sân khấu. Wow, có rất là nhiều bạn biết rồi. Hay quá, chắc là các bạn cũng nôn nóng tham gia vào buổi học rồi. Cô Nguyên sẽ không để các bạn chờ lâu nữa. Chúng ta vỗ tay thật to để chào đón thầy giáo của chúng ta ngày hôm nay, thầy Nguyễn Phú Thạch. Vâng, xin cảm ơn cô Nguyên và xin kính chào quý phụ huynh. Thầy thân ái chào tất cả các bạn đang đến với chương trình 5 phút thuộc bài cùng siêu trí nhớ học đường. Thầy xin tự giới thiệu lại, thầy tên là Nguyễn Phú Thạch và là giáo viên môn toán nha các bạn. Hôm nay thầy rất là vui khi được đồng hành với các bạn trong tiết học toán lớp 8 của ngày hôm nay. Và thầy chúc các bạn có một buổi sáng tràn đầy năng lượng và học tập thật là hiệu quả nha. Vâng, thầy chào Hà Phong nha. Thầy chào Đăng Khoa, thầy chào tất cả các bạn trong phòng Zoom cũng như các bạn đang xem các kênh ngoài phòng Zoom nha. Rồi, để cho cái buổi học của mình được diễn ra suôn sẻ thì chúng ta hãy kiểm tra âm thanh chút xíu nha. Nếu bạn nào nghe rõ được tiếng của thầy nói, các bạn hãy nhấn cho thầy phím số 1 vào phần bình luận nha các bạn. Các bạn đã nghe rất rõ tiếng của thầy được không nào? Rồi. Và thầy hỏi lại các bạn một lần nữa nha. Hôm nay chúng ta học bài gì nè? Hôm nay chúng ta học bài gì? Các bạn hãy gõ vào phần bình luận nha. Vì có các bạn vào sau chưa nghe được câu hỏi của cô Nguyên đó. Rồi các bạn trả lời rất chính xác. Hôm nay chúng ta học bài hình thang. Và các bạn đã xem qua cái bài học của chúng ta hôm nay chưa? Các bạn nào đã xem qua bài học trên trang siêu trí nhớ học đường rồi thì các bạn nhấn cho thầy chữ R nè. Rồi, rất là tốt nha. Bây giờ thầy có một câu hỏi mức độ khó hơn chút xíu nha. Với kiến thức của các bạn đang có thể là bạn chưa xem bài giảng hoặc các bạn đã xem bài giảng rồi, nhưng mà thầy hỏi với kiến thức các bạn đang có, các bạn thử định nghĩa cho thầy hình thang là hình gì nè. Bởi vì cái hình thang nó cũng khá là quen thuộc của chúng ta trong cuộc sống đúng không? Các bạn thử định nghĩa cho thầy hình thang là hình gì? Và các bạn hãy gõ vào phần bình luận nhé. Hình thang là hình có 4 góc. Rồi. Hình thang là có 4 góc là hiển nhiên, nhưng mà một tứ giác bình thường là đã là 4 góc rồi. Rồi hình thang là hình giống cái thang. Một câu trả lời rất là thú vị, nhưng mà nó không sai đâu, nó giống cái thang thiệt cho nên người ta mới gọi nó là hình thang. Rồi, chính xác thì có thấy câu trả lời chính xác rồi đó. Là tứ giác có hai cạnh đối song song, rất tuyệt vời. Các bạn có thể là kiến thức rất là tốt và có thể là các bạn đã chuẩn bị bài trước. Rất là tuyệt vời luôn. Rồi. Bây giờ các bạn có muốn thêm nhiều bạn bè của mình cùng tham gia học tập và cùng nhận cơ hội nhận được những phần quà của chương trình không nào? Rồi, nếu các bạn mong muốn như vậy và thầy cũng mong muốn như vậy luôn nha. Do đó các bạn hãy giúp thầy chia sẻ cái buổi học này nha, đến trên trang cá nhân của mình để các bạn bè của mình cùng trang lứa với mình hoặc người thân của mình cùng tham gia và nhận được cơ hội có được những phần quà của chương trình cũng như là nắm được những kiến thức hoặc là bổ ích của ngày hôm nay. Rồi, bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Vậy chúng ta đến với bài học nha. Rồi, trước khi vào video bài giảng các bạn chuẩn bị cho thầy một ly nước nè. Rồi, sách giáo khoa trang 69 phần hình học nha các bạn. Tập 1, sách khoa tập 1 phần hình học các bạn lật cho thầy trang 69. Và quan trọng là bút, viết và thước kẻ. Hôm nay chúng ta học hình học nha. Cho nên các bạn chuẩn bị cho thầy thước kẻ nhé. Rồi, các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Các bạn đã sẵn sàng rồi thì nhấn cho thầy chữ SS vào phần bình luận nào. Rồi, thầy thấy là trong Zoom đã sẵn sàng và các kênh ngoài Zoom cũng đã rất sẵn sàng rồi. Ngay bây giờ chúng ta hãy đến với bài giảng đầu tiên của chương trình ạ. Xin mời ban tổ chức. Welcome to the Super Memory for Schools program. My name is Tha Tim King Nyok. The lesson I introduced to you today is trapezium. This lesson consists. Xin mời ban tổ chức chia sẻ lại video. Welcome to the Super Memory for Schools program. My name is Tha Tim King Nyok. The lesson I introduced to you today is trapezium. This lesson consists of the following sections. The first section is the definition of the trapezium. The second section is about the properties of the trapezium. In these properties, you will learn about angles and sides. The third is what a right trapezium is. Before studying the trapezium, please look at the image. This is an image of a trapezium in daily life. We go to part 1, definition. A trapezium is a quadrilateral that has one pair of parallel opposite sides. A quadrilateral ABCD has AB and parallel CD, which are parallel opposite sides, so this quadrilateral is called a trapezium. Quadrilateral ABCD is a trapezium if AB parallel CD. Then AB is called the short base and CD is called the long base. AB and CD are called the legs. From B, we draw a line perpendicular to the long base CD. This line cuts CD at H. BH is the altitude of the trapezium ABCD. The exercise. Is the quadrilateral below a trapezium? Why? Let's look at the figure. I have three figures, figure A, figure B, and figure C. The answer, the first figure ABCD, is a trapezium. Why? Look at angles B equals 60 degrees. And angles A equals 60 degrees. These two angles are alternate interior angles and they are congruent, so BC parallel AD. A quadrilateral has two parallel opposite sides, so it is a trapezium. Figure B. Angles G equals 105 degrees and angles H equals 75 degrees. They are supplementary angles. We conclude that GF parallel EH, so EFGH is a trapezium. The bases are GF and HE. In the last figure, we look at angles K equals 115 degrees and angles N equals 120 degrees. These two angles are in alternate interior positions, but they are not congruent. Angles I equals 75 degrees, angles N equals 120. They are in corresponding positions, but they are not congruent. Thus, figure C isn't a trapezium. Through this exercise, what can you say about adjacent angles? The answer is these adjacent angles are supplementary. A trapezium has the bases AB and CD, AB parallel to CD. Look at the figure. Question A, if AD parallel BC, what can you say about the pair AD and BC, the pair AB and CD? The answer, AD parallel BC, so AD equals BC. And AB equals CD. We can prove this by using two congruent triangles. Specifically, triangle ABC is congruent to triangle CDA, angle side angle postulate ASA. Thus, if a trapezium has two parallel legs, two legs will be congruent and two bases will be congruent. Question B, if AB equals CD, what can you say about the pair AD and BC and the pair AD and BC? AD is congruent to BC and AD is parallel to BC. You can easily prove that by using two congruent triangles, specifically triangles ACD is congruent triangle to CAB side angle side congruent postulate. This means if a trapezium has two congruent bases, those two legs will be congruent and parallel. We see that in a trapezium, if two legs are parallel, those legs will be congruent and triangles will be congruent. Also, if two bases are congruent, two legs will be congruent and parallel. Look at the figure. What is special about trapezoid ABCD? Trapezium ABCD that has angles A equals angles D equals 90 degrees is called the right trapezium. Thus, a right trapezium is a trapezium with one right angle. We have an exercise. Find A. Vâng, xin cảm ơn ban tổ chức, và chúng ta vừa theo dõi xong cái video bài giảng đầu tiên của tiết học ngày hôm nay bằng phiên bản tiếng Anh, đúng không nào? Rồi, cảm nhận của các bạn thế nào nè? Các bạn hãy cho thầy biết cảm nhận của các bạn đi, hoặc là các bạn hiểu được bao nhiêu phần trăm. Chúng ta gõ vào bình luận chút xíu nha. Rồi. Rồi, các bạn có bạn nhắn cho thầy là 1000%. 1000% có nghĩa là gì các bạn? 1000% tức là học 1 biết 10 đó nha. Rồi các bạn đằng sau thì quá trời số 0 luôn, thầy nhìn không ra luôn. Rồi các bạn thì 50 nè, các bạn thì 10 nè, rồi các bạn thì 100%. Có nhiều bạn 100% lắm nha, tức là các bạn hiểu bài tốt ha. Rồi 80 cũng có. Rồi nói chung các con số từ 1 đến 100 hết. Rồi các bạn nào mà hiểu chưa rõ lắm thì không sao nha. Tất cả các bạn ngay bây giờ sẽ đến với cái video bài giảng tiếp theo của chương trình. Và thầy tin chắc rằng là sau cái video này thì các bạn sẽ nắm bài rất là tốt hơn. Và để nắm bài tốt hơn đó, các bạn giúp thầy chú ý các từ khóa sau đây. Thứ nhất là định nghĩa hình thang nha. Thứ hai là tính chất về góc. Thứ ba tính chất về cạnh. Và thứ tư là hình thang vuông. Các bạn ghi lại cho thầy những cái từ khóa quan trọng đó. Rồi, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với video bài giảng tiếp theo của chương trình nha. Xin mời ban tổ chức ạ. Chào mừng các em đến với chương trình Siêu Trí Nhớ Học Đường. Cô tên là Phạm Thị Kim Ngọc. Bài học ngày hôm nay cô giới thiệu cho các em đó chính là bài hình thang. Bài học này gồm những nội dung như sau. Nội dung thứ nhất, các em được tìm hiểu định nghĩa về hình thang. Nội dung thứ hai, các em được tìm hiểu về tính chất. Thì trong tính chất này các em được tìm hiểu về góc, về cạnh. Và nội dung tiếp theo đó chính là thế nào là hình thang vuông. Trước khi đi tìm hiểu định nghĩa về hình thang, cô và các em quan sát hình ảnh thực tế. Đây là hình ảnh thực tế về hình thang. Chúng ta đi vào phần một nhỏ định nghĩa. Hình thang là tứ giác có hai cặp đối song song. Các em quan sát tứ giác ABCD có ABCD là hai cạnh đối, chúng song song với nhau. Như vậy được gọi là hình thang. Tứ giác ABCD là hình thang khi và chỉ khi AB song song với CD. Khi đó AB được gọi là đáy nhỏ, CD được gọi là đáy lớn, AD và BC được gọi là cạnh bên. Từ B ta dựng vuông góc với đáy lớn CD. Tại H, BH được gọi là đường cao của hình thang ABCD. Có một bài tập như sau. Mỗi tứ giác sau có phải là hình thang hay không? Vì sao? Các em quan sát hình vẽ. Cô có 3 hình. Hình A, hình B và hình C. Đáp án là ở hình thứ nhất, ABCD là hình thang. Tại sao lại như vậy? Các em quan sát cho cô, góc B này có số đo là 60 độ. Góc A này có số đo là 60 độ. Như vậy hai góc này ở vị trí so le trong mà số đo của chúng lại bằng nhau. Như vậy ta kết luận là BC song song với AD. Tứ giác có hai cạnh đối song song thì ta kết luận đó chính là hình thang. Ở hình B, góc G bằng 105 độ, góc H bằng 75 độ. Góc G và góc H này ở vị trí hai góc trong cùng phía bù nhau thì ta kết luận được là FG song song với EH. Do đó tứ giác EFGH chính là hình thang. Đáy ở đây là GF và HE. Ở hình cuối cùng, chúng ta quan sát góc K bằng 115 độ, góc N bằng 120 độ. Hai góc đó ở vị trí so le trong nhưng số đo của chúng không bằng nhau. Góc Y bằng 75 độ, góc N bằng 120 độ. Hai góc đó ở vị trí đồng vị nhưng số đo của chúng không bằng nhau. Do đó ở hình C không được gọi là hình thang. Thông qua bài tập này, các em có nhận xét gì về hai góc kề một cạnh bên của hình thang? Nội dung nhận xét như sau. Hai góc kề với một cạnh bên của hình thang thì bù nhau. Cho hình thang có đáy AB và CD, nghĩa là AB song song với CD. Các em quan sát hình vẽ. Nếu AD song song với BC thì AD như thế nào với BC và AB như thế nào với CD? Nếu AD song song với BC thì AD bằng BC và AB bằng CD. Ta sẽ dễ dàng chứng minh được dựa vào hai tam giác bằng nhau, cụ thể là tam giác ABC bằng tam giác CDA theo trường hợp là góc, cạnh, góc. Như vậy, nếu một hình thang có hai cạnh bên song song thì hai cạnh bên bằng nhau, hai cạnh đáy bằng nhau. Câu B, nếu AB bằng CD thì AD như thế nào với BC và AD như thế nào với BC? AD bằng BC, AD song song với BC. Các em sẽ dễ dàng chứng minh được dựa vào hai tam giác bằng nhau, cụ thể đó chính là tam giác ACD và tam giác CAB bằng nhau theo trường hợp là cạnh, góc, cạnh. Nghĩa là nếu một hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau thì hai cạnh bên bằng nhau và hai cạnh bên song song với nhau. Bài tập trên chính là nội dung của nhận xét về cạnh trong hình thang, nghĩa là hai cạnh bên song song thì hai cạnh bên bằng nhau và hai cạnh đáy bằng nhau. Nhận xét thứ hai, nếu hai cạnh đáy bằng nhau thì hai cạnh bên song song và hai cạnh bên bằng nhau. Các em quan sát hình vẽ. Hình thang ABCD này có gì đặc biệt? Hình thang ABCD này có góc A bằng góc D bằng 90 độ. Như vậy nó được gọi là hình thang vuông. Do đó, hình thang vuông là hình thang có một góc vuông. Có bài tập như sau. Tìm x và y trong hình thang ABCD có đáy là AB và CD. Nội dung bài giải của hình A. AB song song với CD, lý do ABCD là hình thang. Như vậy các em sẽ suy ra được là góc A cộng góc D bằng 180 độ, lý do là hai góc trong cùng phía. Sau đó các em thế số, các em tính được x bằng 100 độ. Tương tự, Ta có góc B cộng góc C bằng 180 độ. Lý do hai góc trong cùng phía. Các em thay số và tính được y bằng 140 độ. Ở hình B, ta có AB song song với CD. Lý do ABCD là hình thang. Như vậy các em sẽ suy ra được góc A bằng góc D. Lý do là hai góc đồng vị. Như vậy các em suy ra được x bằng 70 độ. Tương tự, góc B bằng góc C. Lý do hai góc sau là trong. Do đó các em tính được y bằng 50 độ. Ở hình C, ta có AB song song với CD. Lý do ABCD là hình thang. Như vậy suy ra được góc A cộng góc D bằng 180 độ, hai góc trong cùng phía. Thế số các em sẽ tính được x bằng 115 độ. Góc B cộng góc C bằng 180 độ. Lý do tương tự là hai góc trong cùng phía. Thế số và ta tính được y bằng 90 độ. Các em quan sát bài tập trên bảng. Cho hình thang ABCD, đấy là AB và CD, nghĩa là AB song song với CD, có góc A trừ góc D bằng 20 độ. Góc B bằng 2 lần góc C. Đề bài yêu cầu các em tính các góc của hình thang. Nội dung bài giải như sau. Ta có góc B cộng góc C bằng 180 độ. Lý do AB song song với CD và hai góc này ở vị trí trong cùng phía. Góc B bằng 2 lần góc C. Như vậy ở đây các em sẽ suy ra được 3 lần góc C bằng 180 độ. Các em sẽ tính được góc C bằng 180 độ chia 3, nghĩa là góc C bằng 60 độ. Góc B bằng 2 lần góc C, mà góc C bằng 60 độ, như vậy góc B sẽ bằng 120 độ. Ta có góc A cộng góc D bằng 180 độ, lý do là hai góc trong cùng phía và AB song song với CD. Giả thiết của bài toán cho góc A trừ góc D bằng 20 độ. Các em tiến hành cộng vế theo vế. Như vậy ta sẽ tính được góc A bằng 180 độ cộng 20 độ, tất cả chia cho 2 và bằng 100 độ. Góc A bằng 100 độ, các em thế vào hệ thức này hoặc hệ thức này. Từ đó chúng ta tính được góc D sẽ bằng 180 độ trừ 100 độ bằng 80 độ. Bây giờ cô và các em đi vào bài tập tiếp theo. Giả thiết của bài toán cho tứ giác ABCD có AB bằng BC. AC là phân giác của góc A và yêu cầu chúng ta chứng minh tứ giác ABCD là hình thang. Các em quan sát hình vẽ, cô đã ký hiệu các yếu tố đề cho lên hình. Muốn chứng minh tứ giác ABCD là hình thang, nghĩa là chúng ta phải chứng minh tứ giác có hai cạnh đố song song. Chúng ta cần chứng minh AD song song với BC. Nghĩa là các em đi chứng minh góc A2 bằng góc C1, mà hai góc này ở vị trí so lê trong, như vậy AD sẽ song song với BC. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cách chứng minh góc A2 bằng góc C1. Chúng ta biết được là góc A2 bằng góc A1. Như vậy bài toán quy về chứng minh góc C1 bằng góc A1. Tại sao góc A2 lại bằng góc A1? Giả thiết của bài toán cho AC chính là phân giác của góc A, cho nên góc A2 bằng góc A1. Góc C1 bằng góc A1, lý do là tam giác ABC cân tại B. Tại sao tam giác ABC cân tại B? Các em quan sát giả thiết của bài cho AB bằng BC. Như vậy chúng ta kết luận được tam giác ABC cân tại B. Như vậy cô đã chứng minh xong bài toán. Cô chốt lại nội dung của bài học ngày hôm nay cho các em. Hôm nay các em được học bài hình thang. Thế nào là hình thang? Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song. Trong đó AB là đáy nhỏ, CD là đáy lớn, BH được gọi là đường cao. Hai cạnh bên là AD và BC. Tính chất của hình thang về góc. Hai góc về một cạnh bên thì bù nhau. Tính chất thứ hai về cạnh. Nếu hai cạnh bên song song thì hai cạnh bên bằng nhau và hai cạnh đáy bằng nhau. Nếu hai cạnh đáy bằng nhau thì hai cạnh bên song song và bằng nhau. Hình thang vuông. Hình thang vuông là hình thang có một góc vuông. Bài học của cô đến đây là kết thúc. Cô xin cảm ơn các em đã theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp lại các em. Vâng, và chúng ta vừa theo dõi video bài giảng thứ hai của chương trình, đúng không nào? Và thầy muốn lưu ý với các bạn rằng là những cái ví dụ, những cái bài tập trong cái video bài giảng thứ hai vừa rồi, nó rất là cơ bản và đặc biệt rất là trọng tâm của bài hình thang. Nếu như chúng ta chưa thật sự nắm rõ 100% đó, thì các bạn hãy thường xuyên ghé lên trang siêu trí nhớ học đường.com, vào phần video bài giảng và sách giáo khoa để chúng ta cùng theo dõi lại các ví dụ và bài tập để chúng ta nắm bài kỹ hơn nha. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng làm một số bài tập để nắm bài tốt hơn, cũng như là săn đón những cái phần quà giá trị của chương trình. Rồi, bây giờ là bài tập đầu tiên nha các bạn. Thì các bạn hãy cho thầy biết trong 3 tứ giác sau nha, tứ giác nào là hình thang. Rồi, chúng ta có 30 giây và kết thúc 30 giây chúng ta gõ vào phần bình luận tên của tứ giác mà chúng ta chọn nó là hình thang nha. Rồi, 30 giây bắt đầu. Và mời các bạn ở bên ngoài các kênh ngoài Zoom để chúng ta cùng làm luôn nha. Và câu trả lời nhanh và chính xác nhất sẽ nhận được phần quà từ chương trình. Các bạn chờ đến cuối thời gian là hãy rồi mới nhấn câu lựa trả lời nha các bạn. Rồi, chúng ta còn 10 giây. Vâng, và đã hết thời gian làm bài rồi. Bây giờ các bạn hãy cho thầy câu trả lời vào phần bình luận nào. Rồi, có rất nhiều câu trả lời, các bạn trả lời bằng cách gọi tên của tứ giác nha. Rồi, bao nhiêu bạn muốn trả lời câu hỏi này nè? Rồi, bao nhiêu bạn nè? Rồi, thầy thấy có rất nhiều con số người giơ tay lên đã tăng lên rất là nhanh luôn. Rồi, thầy nhờ ban tổ chức mời một bạn trả lời câu hỏi này ạ. Xin mời ban tổ chức. Cô mời bạn Phạm Kiều Vân Anh. Thầy xin chào Vân Anh. Chào thầy và chào tất cả các bạn. Con tên là Phạm Kiều Vân Anh, năm nay con 13 tuổi. Hiện ba tuổi nói về con là thông minh, trung trực và tự tin. Xin mọi người cổ vũ cho con. Rồi, xin cảm ơn Vân Anh nha. Bây giờ Vân Anh hãy chọn cho thầy tứ giác nào theo Vân Anh là hình thang trong ba cái hình này nè. Dạ thưa thầy, con chọn tứ giác MNBQ là hình thang. Và chúng ta cùng xem đáp án của chương trình nha. Rất chính xác rồi. Bây giờ một bước nữa Vân Anh sẽ nhận được phần quà chương trình. Đó là Vân Anh hãy trình bày cho thầy lời giải để chứng minh tứ giác MNPQ là hình thang nha. Rồi mời Vân Anh. Dạ thưa thầy, là đầu tiên là con sẽ tính hai góc đồng vị trước là giao cùng bằng 75 độ. Nên suy rồi ra nó song song với nhau. Rồi, suy ra hai đối tượng nào song song vậy Vân Anh? Dạ thưa thầy là MN sẽ song song với QB. Rồi, rất chính xác nha Vân Anh. Chúng ta cùng theo dõi lời giải nha. Xét tứ giác MNPQ. Ta có hai góc, hai góc của Vân Anh trình bày ở đây chính là góc PQM và góc NMX. Hai góc này bằng nhau và bằng 75 độ, và Vân Anh có nhấn mạnh rằng là hai góc này ở vị trí đồng vị. Như vậy theo kiến thức của lớp 7 chúng ta suy ra là MN song song với PQ. Và theo định nghĩa của hình thang, nếu tứ giác có hai cạnh đối song song với nhau thì tứ giác đó là hình thang. Xin chúc mừng Vân Anh một lần nữa nha. Vân Anh xứng đáng nhận được một phần quà từ chương trình nha. Xin mời ban tổ chức ạ. Xin chúc mừng bạn Vân Anh. Wow, rất là tuyệt vời luôn. Vân Anh ơi, con có hồi hộp khi nhận được quà của chương trình không? Dạ có. Trước khi nhận quà Vân Anh cho cô Nguyên hỏi có bí quyết nào mà trả lời hay vậy con? Dạ là con ôn tập kỹ kiến thức của năm lớp 7 rồi, xem lại sơ đồ và bài học của siêu trí nhớ học đường. Wow, các bạn ơi, ghi chú lại, note lại liền. Trời ơi, bí quyết để mình có thể nhận được quà nè mấy bạn ơi. Rồi, bây giờ cô Nguyên cảm ơn bạn Vân Anh, cũng như là Vân Anh ơi, còn hãy chọn cho mình một con số may mắn trong ngày hôm nay đi. Dạ, con chọn số 5. Số 5. Wow, đi tìm con số 5 may mắn cho bạn Vân Anh. Đây, đây là con số 5 may mắn. Em của bạn, em trai của Vân Anh cũng đang rất tò mò muốn số 5 mang lại món quà gì. Nín thở. 1, 2, 3. Đây, một món quà rất là dễ thương và đáng yêu từ chương trình, bao gồm túi canvas và một khẩu trang của siêu trí nhớ học đường cùng với một dấu cộng. Vân Anh và em trai cũng đang rất là hồi hộp muốn biết. Wow, 100.000 đồng. Cô Nguyên xin chúc mừng bạn Vân Anh nha. Dạ, cảm ơn cô. Rất là vui luôn. Rồi, cô Nguyên xin số điện thoại để em gửi qua về cho em. Dạ thưa cô, là số điện thoại của mẹ em là 0909 142400. Rồi, cô Nguyên xin cảm ơn bạn Vân Anh. Một lần nữa xin chúc mừng bạn Vân Anh. Rất là tuyệt vời. Nguyên cũng xin chúc mừng bạn có nick Facebook là Vicudu và bạn có nick YouTube là Mạnh Đạt. Hai bạn cũng đã có đáp án chính xác. Hai bạn hãy chủ động lên trang Tâm Trí Lực để lại thông tin và nhận quà nha. Các con ơi, nỗ lực nào. Cố lên, cố lên. Vâng, xin cảm ơn cô Nguyên. Rồi, chúc mừng bạn Anh một lần nữa nha. Và cũng xin chúc mừng các bạn bên ngoài Facebook cũng như là YouTube nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bài học tiếp theo, bài tập tiếp theo nha. Và thầy xin cũng nhấn mạnh lại hai tứ giác vừa rồi đó. Hai tứ giác còn lại đó thì không phải là hình thang, bởi vì thông qua các góc chúng ta kiểm tra thì nó không có vị trí đồng vị, không có vị trí so le trong cũng như là trong cùng phía bù nhau. Thì hai tứ giác vừa rồi là EFGH cũng như là ABCD, không phải là hình thang nha các bạn. Và câu hỏi tiếp theo là các bạn hãy nối một vế bên cột bên trái, mỗi vế cột bên trái với một vế cột bên phải để được một tính chấp đúng và đầy đủ nhất nha các bạn. Lưu ý là đúng và đầy đủ nhất. Đây là câu hỏi liên quan đến tính chất về góc và cạnh trong hình thang, các bạn lưu ý nha. Và chúng ta có 30 giây. Còn 10 giây nha các bạn. Và đã hết thời gian làm bài. Thầy lưu ý với các bạn, chúng ta sẽ gõ vào phần bình luận là như sau. Ví dụ nha, thầy lấy ví dụ 1 bên trái với 1 bên phải thì là 1 gạch nối 1, đúng không? 1 số bên trái gạch nối số bên phải. Các bạn ở bên ngoài livestream YouTube và Facebook lưu ý nha. Chúng ta sẽ gõ ví dụ nối cột bên trái số 1 với bên phải số 1, chúng ta gõ 1 gạch nối 1. Đó là ví dụ thôi nha. Rồi, thầy thấy có rất nhiều bạn đã có câu trả lời vào phần bình luận nha. Rồi, và có rất nhiều bạn có câu trả lời chính xác đó. Và số người giơ tay đang tăng lên mặt luôn. Và xin nhờ ban tổ chức hãy chọn một bạn trả lời câu hỏi này nha. Cô mời bạn Thanh Trúc. Thầy xin chào Thanh Trúc. Em chào thầy ạ. Rồi, thầy chào Thanh Trúc nha. Rồi, thầy bạn Thanh Trúc hãy giới thiệu chút xíu về mình cho các bạn cùng biết nha. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là chú Thanh Trúc. Năm nay ba từ để nói về mình là trung thực, hiếu thảo và tự tin. Xin các bạn hãy cổ vũ cho mình. Rồi, cảm ơn Trúc nha. Rồi, thầy mời Trúc nè. Bây giờ Trúc hãy trả lời trước ha, là ô số 1 nói với ô số mấy nè. Em ơi thầy, là theo em là ô số 1 là nối với nối với ô 1 ở bên cạnh ở hàng bên ạ. À, tức là 1 nối với 1 đúng không? Vâng. Rồi, 2 nói với gì nè? 2 là em nối với 3. 2 nối với 3, rồi 3 thì sẽ nói với 3 và nối với 2 ạ. Rồi, thầy cảm ơn Trúc nha. Thì cái phần nói này của Trúc thì chưa được hoàn toàn chính xác lắm. Nè, Trúc suy nghĩ thêm giúp thầy nha. Rồi, thầy cảm ơn Trúc nhiều. Mời ban tổ chức mời một bạn khác. Hãy giúp bạn Trúc nào. Cô mời bạn Ngọc Nga. Xin chào bạn Ngọc Nga. Nga ơi, con bật mic của con lên nha. Em xin chào thầy và tất cả các bạn. Em tên là Hoàng Thị Ngọc Nga. Ba từ để nói với em là thông minh, tự tin và mạnh mẽ. Xin mọi người cổ vũ cho em. Rồi, thầy chào Ngọc Nga. Bây giờ Ngọc Nga hãy trình bày câu trả lời của mình nha. Em thưa thầy rồi, là 1 nối với 3. 1 nối với 3. Rồi, tiếp tục nè. 2 nối với 1. 2 nối với 1 rồi. À. 2 nối với 1. Em thưa thầy là 2 nối với 2 ạ. Còn 3 thì nối với 1 ạ. Rồi, Ngọc Nga đã suy nghĩ kỹ về câu trả lời này chưa? Rồi, bạn Ngọc Nga hãy chốt lại cho thầy lần cuối nè. 1 nối với 3. 3 rồi, 2 nối với mấy nè? 2 thì nối với 2 nối với 2 ạ. 2 nối với 2 và 3 thì nối với 1 ạ. 3 nối với 1 ạ. Rồi, thầy cảm ơn Ngọc Nga nha. Và có bạn nào có cái ý kiến khác với bạn Ngọc Nga không? Thầy nhờ ban tổ chức mời một bạn khác nào. Cô mời bạn Lê Quang Hiếu. Thầy xin chào Quang Hiếu. Dạ, con xin chào thầy và tất cả các bạn. Con xin tự giới thiệu, con tên là Lê Quang Hiếu. Ba từ để nói về con là Hiếu Thảo, trung thực, tự tin. Xin các bạn hãy cổ vũ cho mình. Rồi, bạn Quang Hiếu hãy trình bày câu trả lời nè. Bắt đầu nha. 1 nối với. Dạ thưa thầy, 1 nối với. Dạ thưa thầy, 1 nối với 3. 3. Rồi, 2 nối với. 2 nối với 2 nối với 1 ạ. 2 nối với 1 và 3 nối với. Và 3 nối với 2 ạ. 2. Chúng ta cùng xem đáp án của chương trình nha. 1 nối với 3. 2 nối với 1 và 3 nối với 2. Chúc mừng Quang Hiếu nha. Quang Hiếu câu trả lời chính xác và đầy đủ nhất luôn. Rồi, đây chính là cái tính chất về góc và về cạnh trong hình thang. Rồi, bạn Ngọc Nga ơi, bạn Ngọc Nga, câu trả lời của bạn là đúng nhưng chưa đầy đủ nhất. Trong bài tập của mình có yêu cầu là đúng và đầy đủ nhất. Do đó, câu số 2 muốn đầy đủ thì phải nối với số 1 nha. Nối với số 2 vẫn đúng nha, nhưng mà nó chưa được đầy đủ nhất. Đúng với cái tính chất trong sách giáo khoa về tính chất về cạnh trong hình thang. Thầy nhắc lại ha, tính chất về góc nè. Trong hình thang thì 2 góc kề một cạnh bên là bù nhau, đúng không nào? Và nếu hình thang có 2 cạnh đáy bằng nhau thì 2 cạnh bên sẽ song song và bằng nhau. Nếu hình thang có 2 cạnh bên song song thì 2 cạnh bên sẽ bằng nhau và 2 cạnh đáy là bằng nhau. Vậy 1 nối với 3, 2 nối với 1 và 3 nối với 2 mới là câu trả lời đúng và đầy đủ nhất nha các bạn. Rồi, thầy chúc mừng bạn Quang Hiếu nha. Bạn Quang Hiếu xứng đáng nhận được một phần quà từ chương trình nha. Xin mời ban tổ chức nè. Cô Uyên với món quà đáng yêu sẽ mang đến một bất ngờ cho bạn Quang Hiếu trong buổi sáng ngày hôm nay. Các bạn ơi, chúng ta hãy cùng nỗ lực để có thể nhận quà nha. Rồi, bây giờ Quang Hiếu, em cho cô Uyên biết là em muốn chọn con số mấy trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ là em sẽ lấy ngày sinh của em là ngày 3 nên em chọn số 3. Số 3 ngày sinh sẽ mang lại món quà gì cho bạn Quang Hiếu? Mà trước khi cô Nguyên công bố món quà này thì cô Nguyên muốn hỏi Quang Hiếu một bí quyết. Cô Nguyên biết đây không phải là lần đầu tiên mà em được lên sóng đúng không? Dạ. Vậy mình chia sẻ một xíu bí quyết đi. Cách nào mà để mình có thể được các thầy cô mời nè và trả lời các câu hỏi nữa. Dạ thưa cô, là để thuyết phục được thầy cô để mời được em thì em phải đương nhiên là sẽ trả lời câu hỏi đúng. Thứ hai là sẽ phải giơ tay và giơ tay ngay ngắn và cười thật tươi ạ. Đúng rồi. Vậy các bạn ơi, các bạn mình cũng phải rút kinh nghiệm. Đó, học bí quyết từ bạn Quang Hiếu, bật camera của mình lên nữa, ngồi thẳng lưng lên, cười tươi lên. Rồi, bây giờ cô sẽ không để bạn Quang Hiếu chờ lâu. Hít một hơi thật sâu nha Hiếu nha. 2, 3. Đây là món quà trong buổi sáng ngày hôm nay dành cho bạn Quang Hiếu. 1 khẩu trang nè, 1 nón có logo của Siêu Trí Nhớ Học Đường. Cùng với chúng ta cùng xem món quà gì đây. 2, 3. Wow, 500.000 đồng dành tặng cho bạn Quang Hiếu trong buổi sáng ngày hôm nay. Cô Nguyên xin chúc mừng bạn Quang Hiếu một lần nữa nha. Quang Hiếu cho cô Nguyên xin số điện thoại. Em lấy số điện thoại của ba em. 0982 413 169. Wow, cô Nguyên một lần nữa chúc mừng bạn Quang Hiếu. Cảm ơn bạn Quang Hiếu. Cô đã ghi được số điện thoại của ba rồi. Và cô Nguyên cũng xin chúc mừng các bạn đang xem trực tiếp có đáp án đúng vượt qua thử thách của thầy Thạch. Đó chính là bạn có nick Facebook là Mai Hoàng Hiệp và bạn có nick YouTube là Minh Khang Đặng. Chúc mừng tất cả các bạn. Ừ, xin cảm ơn cô Nguyên và thầy chúc mừng Hiếu một lần nữa nha. Và thầy chúc mừng các bạn bên ngoài YouTube cũng như là ngoài Facebook nha. Và các bạn ơi, chúng ta vẫn còn một bài tập của ngày hôm nay nha. Chúng ta bắt đầu sẵn sàng nha. Và bài tiếp theo này là một bài chứng minh nha các bạn. Các bạn hãy đọc đề cho kỹ giúp thầy. Bài chứng minh này thì cho các bạn 1 phút để suy nghĩ. Đề bài là cho một hình thang nha. Thang ABCD. Các bạn quan sát hình giúp thầy nè. Rồi AB song song CD. Như vậy đấy là AB và CD. Rồi có thêm AB bằng với AD. Tức là một cạnh bên bằng với đáy AB nè. Và yêu cầu chứng minh DB là tia phân giác của góc ADC. Các bạn đã nắm rõ đề chưa nè? Rồi chúng ta có 1 phút suy nghĩ và trình bày bài làm nha. 1 phút bắt đầu. Rồi, chúng ta còn 10 giây nha các bạn. Các bạn tranh thủ hoàn thiện bài làm của mình nha. Vâng, và đã hết thời gian làm bài rồi. Vì đây là một bài chứng minh nên cũng khó để các bạn trình bày cái lời giải vào phần bình luận đúng không? Nhưng mà nếu bạn nào có thể tự tin và gõ được nguyên bài giải vào phần bình luận thì quá tốt đi nha. Rồi, bây giờ thầy sẽ nhờ một bạn giơ tay lên nha. Rồi, các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Các bạn hãy giơ tay sao cho thật là tự tin nhất, thật là đẹp nhất để có thể được mời nha. Và đúng chuẩn nữa nè. Rồi, thầy xin nhờ ban tổ chức mời một bạn trả lời câu hỏi này. Cô mời bạn Huy Bằng. Dạ, em chào cô. Thầy chào Huy Bằng nha. Rồi, Huy Bằng hãy giới thiệu chút xíu về mình cho các bạn cùng hiểu nha. Dạ em tên là Huy Bằng, ba từ để nói về em là vui vẻ, tự tin, rồi lạc quan. Rồi, cảm ơn Huy Bằng. Bây giờ Huy Bằng hãy bắt đầu chứng minh nha. Rồi. Dạ thưa thầy, dạ chứng minh DB là tia phân giác là đầu tiên là xét tam giác ABG là ta có là AB bằng AD nên là suy ra tam giác AGB là tam giác cân nên là D1 sẽ bằng B1. Rồi là ta có AB song song với CG là do giả thuyết. Rồi là suy ra là B1 sẽ bằng D2 do so lê trong. Rồi là ta có là D1 bằng B1. Rồi B1 bằng D2 suy ra D1 bằng D2. D1 bằng D2. Rồi là suy ra là vậy DB là tia phân giác của góc ADC. Vâng, thầy không có từ nào khác ngoài việc rất là tuyệt vời nha Huy Bằng. Phần trình bày của Huy Bằng là đúng với đáp án của thầy luôn. Rất chính xác và rất gọn gàng và nhanh nhẹn nữa. Chúc mừng Huy Bằng nha. Huy Bằng cứ bật cam lên đi Huy Bằng ơi. Rồi, thầy nhấn mạnh lại một lần nữa nha. Tức là mình dùng 2 yếu tố. Thứ nhất là tam giác cân ABD. Đúng không? Thì vì cân tại A nên chúng ta có D1 bằng B1. Rồi, vì AB song song với CD do đề cho tứ giác là hình thang này nên chúng ta có 2 góc ở vị trí so lê trong là A1 và D2. B1 và D2 là bằng nhau. Vậy dùng tính chất bắc cầu chúng ta được D1 và D2 bằng nhau. Vậy và trên hình là DB là tia nằm giữa của 2 tia DA và DC nữa nên suy ra DB là phân giác của góc ADC. Vâng, rất tuyệt vời. Xin chúc mừng Huy Bằng một lần nữa nha. Và bạn Huy Bằng hoàn toàn xứng đáng nhận được một phần quà từ ban tổ chức. Xin mời ban tổ chức. Cô Nguyên xin chúc mừng bạn Huy Bằng. Cô Nguyên xuất hiện rồi đây. Và cô Nguyên xuất hiện sẽ mang theo một món quà đáng yêu. Huy Bằng ơi, em mở camera của mình lên nha. Dạ. À, sao vậy? Bị ngại hả? Ngại cho các bạn nhìn mình hay sao? Tự tin lên. Dạ. À, ngày xưa cô Nguyên cũng hay ngại lắm. Dạo này đỡ lắm rồi. Cố lên, không sao hết. Rồi, bây giờ bạn Huy Bằng cho cô Nguyên biết là Huy Bằng chọn con số mấy nha. Dạ, con chọn số 9. À, nhưng mà bây giờ con số 9 nó nói với cô Nguyên là chừng nào thấy được mặt bạn Huy Bằng nó mới xuất hiện con ơi. Ok, rồi đây là con số 9 may mắn sẽ mang lại bất ngờ gì cho bạn Huy Bằng chúng ta trong ngày hôm nay. Tăng tăng, wow, một combo quà vô cùng đáng yêu và hấp dẫn từng chương trình, bao gồm một túi canvas nè, một khẩu trang và một nón có logo của Siêu Trí Nhớ Học Đường. Cô Nguyên một lần nữa chúc mừng bạn Huy Bằng nha. Dạ em cảm ơn cô. Rồi, Huy Bằng có thể chia sẻ với cô số điện thoại của ba hoặc mẹ để chương trình gửi quà cho em. Dạ, số điện thoại của mẹ em là 0945 141 189. Thầy Thạch ơi, tốc độ đọc số điện thoại của bạn Huy Bằng ngang bằng với tốc độ bạn vượt qua thử thách của thầy luôn. Không sao, cô Nguyên đã ghi được. Cô Nguyên một lần nữa chúc mừng bạn Huy Bằng, cũng như là cô Nguyên chúc mừng bạn có nick Facebook là PP và bạn có nick YouTube là Ly Nguyễn Thị Thảo cũng có đáp án chính xác. Xin chúc mừng tất cả các bạn. Vâng, xin cảm ơn cô Nguyên. Thì vừa rồi cô Nguyên cũng chứng tỏ rằng là cái khả năng ghi nhớ của cô Nguyên cũng tốc độ cũng không kém từ bạn Huy Bằng đâu cô Nguyên ơi. À, thầy cũng chia sẻ một điều là thầy thấy bên ngoài Facebook như cô Nguyên có chia sẻ là có bạn có câu trả lời chính xác, và hơn cả cái điều đó là các bạn đã cố gắng trình bày cái phần lời giải của mình vào phần bình luận. Thầy rất là đề cao cái vấn đề đó nha các bạn. Rất là tuyệt vời luôn. Các bạn rất là chăm chỉ và siêng năng trong ngày hôm nay. Thầy thấy có rất là nhiều câu trả lời. Có ngắn có dài nhưng mà rất là chính xác. Xin chúc mừng các bạn bên ngoài YouTube cũng như ngoài Facebook, cũng như là hoan nghênh cái tinh thần đàm toán của các bạn. Mặc dù đây không phải là một cái câu trả lời đáp án đúng hay là câu trả lời kết quả đáp số, mà là một bài chứng minh, nhưng các bạn cũng đã có tinh thần rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn các bạn nha. Và để chúc mừng Huy Bằng một lần nữa nha. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tổng hợp lại cả tiết ngày hôm nay chúng ta đã học những cái phần nào thông qua một cái sơ đồ tư duy. Thì trước tiên là định nghĩa nha các bạn. Tứ giác có hai cạnh đối song song thì nó sẽ trở thành hình thang. Và từ một đỉnh của đáy này vẽ vuông góc xuống đáy còn lại thì chúng ta được là đường cao nha các bạn. Rồi, đường cao này chúng ta sẽ khai thác trong các bài học tiếp theo. Và về tính chất, chúng ta có hai tính chất này. Thứ nhất là góc, thứ hai là cạnh. Về tính chất góc, hai góc kề cạnh bên thì bù nhau nha các bạn. Rồi, về cạnh thì chúng ta có hai ý, đúng không? Giống như bài tập số 2 đó. Rồi, hai cạnh đáy bằng nhau thì sẽ dẫn đến hai cạnh bên song song và bằng nhau. Rồi, hai cạnh bên song song thì sẽ dẫn tới hai cạnh đáy bằng nhau và hai cạnh bên bằng nhau. Và cuối cùng, hình thang vuông là hình thang có một góc vuông. Và vì tính chất hai cạnh bên, hai góc kề cạnh bên bù nhau nên dẫn đến là cuối cùng nó có tới hai góc vuông luôn các bạn, đúng không? Hai góc kề một cạnh bên. Và thầy quay trở lại chút xíu về tính chất cạnh này. Với tính chất đặc biệt như thế này, hai tính chất này rất là đặc biệt và nó sẽ dẫn tới cái hình thang nó có cái dạng hình giống này. Các bạn nào biết cái dạng hình thang đặc biệt này nó có tên gọi là gì không? Ở cái khu vực này là các bạn, ở khu vực là trường hợp hai tính chất về góc có hai tính chất đặc biệt thì nó dẫn tới cái hình dáng của hình thang nó như thế này. Các bạn biết nó là hình gì không? Các bạn thử trả lời phần bình luận giúp thầy nào. Rồi, thầy thấy các bạn có câu trả lời chính xác, đó chính là hình bình hành. Và chứng tỏ các bạn theo dõi bài, kiến thức có sẵn của các bạn và theo dõi bài rất là tốt luôn nha. Và bài học hình bình hành cũng là một bài trong chương trình hình học của học kỳ 1 lớp 8 và chúng ta sẽ tìm hiểu bài hình bình hành ở trong phần sau nha. Rồi, chúng ta sẽ có nguyên một bài học về hình bình hành luôn và có rất nhiều tính chất hay và thú vị. Rồi, Và như vậy là tiết học của chúng ta đã kết thúc rồi. Về nhà các bạn giúp thầy nè. Sau bài học này các bạn giúp thầy vẽ một cái sơ đồ tư duy. Đây là sơ đồ tư duy mà thầy chia sẻ, thì các bạn hãy vẽ sơ đồ tư duy theo ý riêng của mình về cái bài học ngày hôm nay. Nếu các bạn vẽ tốt và tự tin thì các bạn hãy tham gia chương trình 5 phút thuộc bài trên trang siêu trí nhớ học đường.com nha các bạn. Và các bạn cũng đừng quên theo dõi và cập nhật các phương pháp ghi nhớ. Rồi, như hôm trước thầy có chia sẻ là trên trang siêu trí nhớ học đường.com, thầy Nguyễn Phùng Phong có chia sẻ với chúng ta là 11 phương pháp ghi nhớ, và phương pháp sơ đồ tư duy là một trong 11 phương pháp ghi nhớ đó. Vậy các bạn có thể tìm hiểu thêm các phương pháp ghi nhớ khác và áp dụng vào các bài học của mình, không chỉ riêng môn toán mà tất cả các môn học khác. Các bạn thấy phương pháp nào phù hợp với mẫu kiến thức nào thì các bạn hãy thử thực hiện phương pháp đó nha. Và các phương pháp ghi nhớ sẽ giúp các bạn học tập hiệu quả hơn đó. Và các bạn đừng quên ghé vào cũng trang siêu trí nhớ học đường.com để chúng ta tìm hiểu các bài học cho các buổi tiếp theo nhé các bạn, để chúng ta có đủ khả năng và đủ tự tin để săn đón những phần quà giá trị chương trình, cũng như là khả năng tiếp thu kiến thức được tốt hơn. Và bây giờ thầy xin chân thành cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với thầy trong cái tiết học ngày hôm nay, để chúng ta nắm bài được những kiến thức quan trọng và bổ ích, cũng như có cơ hội nhận được những phần quà giá trị của chương trình. Thầy xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào đúng khung giờ này vào tuần sau nha. Xin chào các bạn. Các bạn ơi, chúng ta cho thầy Phú Thạch của chúng ta một tràng vỗ tay thật là to nào, để cảm ơn thầy đã mang lại một bài học giá trị cũng như là những phần quà hấp dẫn cho mình. Rồi bây giờ các bạn gõ vào khung bình luận giúp bạn nào hiểu rồi nè, cảm thấy tiết học hôm nay như thế nào. Các bạn gõ cảm ơn thầy. Đúng rồi, đúng rồi, chúng ta sẽ chia sẻ cảm xúc của mình ngay lúc này. Wow, thú vị. Cảm ơn thầy. Anh Thư đang chia sẻ lòng biết ơn của mình đúng không? Rồi, wow, vui lắm. Có bạn bình luận bằng tiếng Anh luôn, giỏi quá, rất hay, rất thú vị. Cô cảm ơn tất cả các bạn. Rồi, trước khi mà chúng ta rời phòng để chuẩn bị cho mình một buổi trưa nè, hoặc là chuẩn bị phụ giúp ba mẹ của mình, thì cô Nguyên xin phép được giao lưu với một bạn. Bạn nào sẵn sàng giao lưu trước khi rời phòng, giơ tay lên. Một bạn lớp 8 nha, sẽ chia sẻ với cô về cảm xúc của con lúc này như thế nào. Rồi, cô nhờ ban tổ chức tìm giúp cô Nguyên một bạn với nụ cười tươi. Wow, cô chào bạn Giao Phong, cô chào Như Ngọc, cô chào Mai Trang. Luôn giữ cho mình một năng lượng tích cực thì điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta. Rồi, cô xin mời bạn, một bạn đang cười rất là tươi luôn nha, Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Bảo Ngọc, em mở mic của mình lên. Em chào cô và tất cả các bạn, em tên là Lê Nguyễn Bảo Ngọc, em đến từ trường trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh, huyện Đắk Minh, tỉnh Đắk Nông ạ. Bạn đến từ Đắk Nông. Các bạn ơi, chúng ta cho Bảo Ngọc một tràng vỗ tay để bạn tự tin hơn nữa. Nụ cười rất là tươi. Rồi, Bảo Ngọc chia sẻ một xíu cảm xúc của em ngày hôm nay như thế nào? Dạ thưa cô, hôm nay em được học môn toán rất là vui, và qua đó em cũng có thể hiểu được nội dung của bài hình thang ạ. Bảo Ngọc, đây là buổi thứ mấy mà em tham gia vào lớp học của mình rồi? Dạ, đây là buổi thứ 8 em tham gia lớp học của 5 phút học bài ạ. Hay quá. Vậy sau khi mà tham gia vào buổi học em thấy vui nè, rồi em có hiểu bài nữa, thì em có rủ các bạn của em vào tham gia chung với em không? Dạ có ạ. Vậy các bạn có chia sẻ lại với em là các bạn có vui giống em không? Dạ em cũng chưa biết nữa. Đâu, mình trao đổi với các bạn, xong rồi mình hỏi các bạn coi các bạn học, các bạn cảm thấy như thế nào. Nếu mà các bạn cũng đồng quan điểm với mình thì có thể là nói với các bạn là các bạn cũng rủ các bạn của bạn nữa vào cùng tham gia vui ha. Bảo Ngọc, em lúc nãy thầy Thạch có chia sẻ đó, có nghĩa là chúng ta có thể sau buổi học thì vẽ sơ đồ tư duy cho mình nè, để tham gia vào cuộc thi. Cuộc thi gì ta? Dạ thưa cô, cuộc thi 5 phút thuộc bài ạ. Vậy Bảo Ngọc tham gia cuộc thi 5 phút thuộc bài cho em. Dạ em tham gia rồi ạ. Em tham gia rồi. Vậy có thể chia sẻ với cô Nguyên một xíu về giải thưởng của cuộc thi đi. Dạ thưa cô, là 5 phút thuộc bài là sẽ có 24 giải thưởng. Và giải thưởng thứ nhất là dành cho 12 bạn giải đào tạo xuất sắc. Và thứ hai là giải đào tạo truyền cảm hứng. Giải đào tạo xuất sắc là sẽ được nhận 1.000.000 đồng và được đi vào bán kết của bể MIMF Việt Nam do thầy Nguyễn Phùng Phong tổ chức. Còn giải đào tạo truyền cảm hứng sẽ được nhận 1.000.000 từ ban tổ chức từ ban tổ chức ạ. Dạ. Rồi ví dụ như bây giờ cô Nguyên không có được cái giải nhà đào tạo xuất sắc, mà cô Nguyên cũng không được cái giải nhà đào tạo truyền cảm hứng luôn, mà cô Nguyên rất là nỗ lực, mà mỗi tuần cô Nguyên đều tham gia, thì có cái gì đó để cho cô Nguyên có động lực không con? Thưa cô, là mình sẽ cố gắng và cải thiện cái bản chất của mình sẽ được hiệu hơn. Rồi, cô Nguyên cũng bật mí với các bạn một xíu. Ai gặp tình trạng giống cô Nguyên thì cứ yên tâm, chúng ta còn thêm một giải thưởng nữa, đó là nhà đào tạo ý chí. Nên là chỉ cần chúng ta tham gia cuộc thi nè, rồi có thể là tìm hiểu kỹ về thể lệ của cuộc thi, làm đúng thì chúng ta sẽ có thể nhận được quà. Bảo Ngọc ơi, vậy bây giờ các bạn á, giống như lúc nãy hai bạn đầu giờ nè, hai bạn chưa biết về cuộc thi, thì hai bạn có thể là tham khảo cái thông tin về cuộc thi ở đâu em? Bảo Ngọc bật mí một xíu. Bảo Ngọc bật mic của mình lên nè. Dạ thưa cô là, dạ giờ cô hỏi lại do mình nãy không nghe được không? Ok, cô Nguyên sẵn sàng hỏi lại. Bây giờ với những bạn mà chưa biết về cuộc thi gì luôn, lần đầu tiên bạn tham gia vào lớp học của mình, nên bạn mới nghe tới cái cụm từ là 5 phút thuộc bài, cuộc thi vẽ sơ đồ tư duy. Vậy thì những bạn đó sẽ tìm hiểu thông tin về cuộc thi như thế nào? Dạ thưa cô, là vào trang web siêu trí nhớ học đường.com và vào 5 phút thuộc bài để có thể hiểu rõ hơn cuộc thi ạ. Hay quá, cô Nguyên cảm ơn bạn Bảo Ngọc. Các bạn cho bạn Bảo Ngọc của chúng ta một tràng vỗ tay thật to đi. Bạn chia sẻ cho mình một thông tin quá thú vị luôn. Rồi, bây giờ trước khi rời lớp học thì Bảo Ngọc có muốn gửi lời chúc gì đó đến với... Thưa cô, là chúc các bạn sau buổi học này có thể tiếp thu được bài nhiều hơn và có được một kiến thức tốt hơn để vào năm học chúng ta có thể trang bị đầy đủ kiến thức. Còn gì nữa không? Khi mà lớp học thì mình còn có cơ hội nhận được cái gì nữa? Nếu mà học thì chúng ta cũng có thể nhận được quà của chương trình. Đúng rồi. Có nghĩa là chúng ta học tốt nè, chuẩn bị bài tốt nè. Khi mà mình chuẩn bị bài á, thì là các bạn cũng có thể lên trang để có thể xem các cái bài học trước để mình chuẩn bị kiến thức cho mình. Khi vào lớp học thì mình tự tin mình lấy quà thôi, đúng không nào? Rồi, cô Nguyên cảm ơn bạn Bảo Ngọc rất là nhiều. Chúc bạn Bảo Ngọc có một ngày thật là tuyệt vời và giàu năng lượng, luôn giữ nụ cười thật tươi thật đẹp nha Bảo Ngọc nha. Cảm ơn bạn Bảo Ngọc. Rồi, cô Nguyên xin chào tất cả các bạn lớp 8 thân yêu của cô Nguyên. Chúc các bạn có một ngày thật là thú vị. Chào tất cả các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong tiết học sau. Chúng ta có thể cập nhật, theo dõi cái lịch học của mình trên trang siêu trí nhớ học đường.com nè, diễn đàn siêu trí nhớ, trang của thầy Nguyễn Phùng Phong, trang tâm trí lực, để có thể biết chuẩn bị trước cho mình. Ngày hôm đó mình học môn gì? Mình học với thầy cô nào? Mình học bài gì? Sẵn sàng mọi thứ, thì chỉ cần mở rộng lòng là chúng ta đón nhận cơ hội tới với mình thôi. Cô chào Gia Phong nha. Cô chào bạn Vũ Nguyên. Cô chào Quang Hiếu. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong tiết học sau. Cảm ơn lời chúc của các bạn luôn. Cô chào bạn Xuân Thiện. Một nụ cười rất là tươi. Hẹn gặp lại các bạn nha. Cô chào Hải Duy. Rồi, bây giờ chúng ta lại chuẩn bị đón các bạn lớp 9 vào phòng học của chúng ta ngày hôm nay. Wow, có nhiều bạn hello cô rồi. Vậy là có nhiều bạn đã có mặt trong phòng học ngày hôm nay, cũng như là các bạn đang xem trực tiếp ở trên trang của thầy Nguyễn Phùng Phong nè. dàn tâm trí lực và kênh YouTube của thầy Nguyễn Phùng Phong. Bạn nào vào rồi, sẵn sàng vị trí của mình rồi, gõ cho cô Nguyên số 9, tượng trưng cho lớp của chúng ta nha. À, cô thấy ở ngoài phòng Zoom các bạn cũng gõ rất là nhiều luôn. Giỏi quá. Cơ hội của chúng ta là như nhau, nên các bạn có tham gia trực tiếp trong Zoom hay xem trực tiếp ở ngoài phòng Zoom thì các bạn vẫn có cơ hội nhận quà. Wow, có rất là nhiều số 9 hiện lên rồi. À, các bạn nhớ nha, mình sẽ chuẩn bị cho mình một ly nước nè, tập, bút, có thể là màu luôn, để có thể tham gia vào lớp học một cách tốt nhất. Ha, các bạn gõ cho cô số 10 luôn. Chắc là số 9 là thể hiện là con lớp 9, còn số 10 là thể hiện là con lớp 9 và con đã chuẩn bị đầy đủ. Wow, có rất là nhiều số 9. Cô chào tất cả các bạn. Rồi, cô hy vọng các bạn sẽ gửi một lời cảm ơn đến với ba mẹ của mình. Vì nhờ có ba mẹ mà chúng ta có thể ngồi ở đây trao đổi với nhau. À. Rồi, ngoài ra chúng ta cũng sẽ gửi một lời chúc bình an đến với tất cả mọi người để chúng ta có năng lượng tích cực cùng nhau vượt qua đại dịch. Các bạn nhắn vào khung bình luận nha, truyền đi năng lượng tích cực của chúng ta. Wow, tôi cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Chúc mọi người bình an. Trời, ha, các bạn, cô cảm ơn Gia Bảo, cố lên Việt Nam. Cô cảm ơn bạn Minh Trí, Khánh Chi. Cố lên. Chúng ta sẽ truyền tình yêu thương của mình đến với tất cả mọi người. Cố lên thế giới. Rồi, bây giờ trước khi buổi học của chúng ta bắt đầu, cô xin nhắc lại một xíu nha. Các bạn hãy nhớ đổi tên thiết bị của mình theo đúng cú pháp. L, lớp mình, gạch nói, tên của mình. À, đồng thời bật camera của mình lên, ngồi thẳng lưng nè, cười thật tươi nè. Đó là bí quyết để mà chúng ta được chọn giao lưu cũng như là nhận quà. Hay quá, cô thấy có rất nhiều bạn mở camera của mình lên rồi nè. Bây giờ cô nhờ ban tổ chức kết nối máy với cô đến với một bạn lớp 9 để xem chúng ta giao lưu đầu giờ nha. Cô Nguyên nôn nóng quá để trao đổi với các bạn. Rồi, các bạn nào muốn trao đổi với cô Nguyên giơ tay thật là cao lên để cho cô kêu nha. Rồi, cô thấy cánh tay của một bạn rất là cao. Cô mời bạn Minh Khuê nha. Dạ rồi. Dạ, xin chào mọi người. Mình lại là Minh Khuê đây. Wow, một câu chào rất là đáng yêu. Các bạn trả lời lại là bạn. Đó, vậy bây giờ Minh Khuê chia sẻ bí quyết một xíu đi. Làm sao mà mình được mời nè. Dạ vâng. Thì con cũng gọi là mới tham gia gần đây thôi cô, chứ con không có tham gia nhiều. Mà con được mời giao lưu thì 45% là do may mắn, còn 55% còn lại là do sự nhiệt huyết của mình. Wow, hay quá. Cộng may mắn nè, cộng với nhiệt huyết của mình nè, giống như là sự chuẩn bị cộng với một chút may mắn sẽ tạo thành thành công, đúng không? Dạ vâng. Rồi, Minh Khuê chia sẻ một xíu nha. Hiện tại thì thời tiết ở chỗ em có đẹp không? Dạ, thời tiết của ở bên con đang nắng và rất là nóng ạ. Nắng và rất là nóng luôn. Ok, mà nó sẽ không ảnh hưởng gì đến tâm trạng Minh Khuê đúng không nào? Dạ không. Hay quá. Còn tình hình dịch ở chỗ em như thế nào Khuê? Dạ, bên Vũng Tàu bọn em thì cũng chưa có nhiều người bị dính Covid lắm ạ. Đó là vùng xanh cô. Tuy nhiên là chúng ta vẫn giữ cho mình chuẩn bị phòng chống dịch, những biện pháp bảo vệ cho mình, đúng không nào? Dạ vâng. Rồi, cô Nguyên hỏi thăm bạn Minh Khuê một xíu nữa, đó là Minh Khuê có thể chia sẻ cho cô Nguyên biết là em có biết cái cách ghi chép nào á để giúp mình có thể là học nhanh nè, nhớ lâu nè, không có bị quên kiến thức không? Nếu như mà cách ghi chép thì con có hai cách. Đầu tiên là con ghi chép theo kiểu của sơ đồ tư duy mind map. Còn cách thứ hai là con sẽ ghi chép theo kiểu sketch note. À, Minh Khuê có thể chia sẻ với cô một xíu nữa là cái sự khác biệt giữa mind map cũng như là sketch note, được không? Có khó không? Dạ, theo con thì nó cũng hơi khó, bởi vì cả hai cái đều cần một cái sự gọi là cần những cái màu sáng, cần những cái ý rõ ràng để mà bản thân mình có thể dễ học, dễ hiểu. Còn về cái điểm khác nhau thì chắc là sketch note nó không có nhiều nhánh như mind map thôi. Nó không có nhiều nhánh như mind map. Cô Nguyên có thể gợi ý cho bạn Khuê cũng như là tất cả các bạn đang có một câu hỏi là cái sketch note nó cũng có hình cũng có chữ, cái mind map cũng có hình cũng có chữ, vậy nó khác nhau chỗ nào? Đây, quyển sách của cô Nguyên ha, quyển Siêu Trí Nhớ Học Đường. Quyển này thì các bạn nào đã có rồi á thì các bạn có thể nghiên cứu các phương pháp ghi nhớ nè. Đó, trong các phương pháp ghi nhớ trong quyển này giới thiệu thì có hai phương pháp mà bạn Khuê vừa chia sẻ với chúng ta. Đó, rồi còn bạn nào mà chưa có được quyển này thì các bạn có thể lên trang siêu trí nhớ học đường.com để tải bản online nha. Chúng ta sẽ biết được ngoài hai cái phương pháp mà bạn Khuê chia sẻ thì còn có 9 phương pháp nữa, đúng không? Rồi sẵn tiện chúng ta coi luôn đó, sự khác nhau như thế nào, đúng không nè? Ngoài ra thì các bạn hiểu rõ hơn về sơ đồ tư duy á, thì các bạn cũng có thể lên trang siêu trí nhớ học đường.com, một 5 phút thuộc bài, vì hiện tại đang có một cuộc thi về sơ đồ tư duy. Rồi cô hỏi thêm Minh Khuê, Minh Khuê có tham gia cuộc thi đó chưa? Dạ chưa, hiện tại là em chỉ là lên trang siêu trí nhớ học đường.com để mà có thêm những cái hiểu biết về kiến thức lớp 9 cũng như là cách vẽ sơ đồ tư duy theo dạng cơ bản để vào năm mình có thể dễ học hơn. Wow, em có định là khi vào năm học, sau buổi học thì em sẽ vẽ cho mình một sơ đồ tư duy luôn không? Để mình... Dạ có. Wow, sau khi tìm hiểu trước thì em vẽ được nhiêu đây sơ đồ tư duy rồi. Wow, wow, đưa sát lại màn hình một xíu đi Khuê, để các bạn kịp nhìn thấy nha. Đây là sơ đồ tư duy của bạn Minh Khuê vẽ nè. Cái này em dựa theo mẫu vẽ của bên siêu trí nhớ học đường. Đúng rồi. Các bạn cho Nguyên biết, bạn nào biết cái bài đầu tiên của bạn Minh Khuê là sơ đồ tư duy hay là sketch note, gõ xuống. À, đẹp quá nè. Hay quá. Đúng rồi. Máy cam của em nó có hơi nhiều xíu. Không sao Khuê. À, có nhiều bạn trả lời đúng rồi nè. Đó chính là sketch note. Các bạn đang sử dụng cái phương pháp là sketch note. Em thì tuy là em chuyên Anh nhưng mà em cũng thích toán. Chuyên Anh nhưng mà thích toán. Hay quá. Mình có thể học toán bằng tiếng Anh. Xíu nữa thầy hoặc là cô giáo sẽ chia sẻ cho em về bí quyết. Ok, rồi Khuê nói nghe nè. Em vẽ đẹp nè, tại sao không tham gia cuộc thi vẽ sơ đồ tư duy? Dạ, tại vì em đang có một cái lịch học rất là dày đặc cô ơi. Lịch học khá là dày. Rồi, sắp xếp được thì mình cứ, dù sao là mỗi buổi học thì mình cũng phải vẽ mà, đúng không? Đó. Dạ vâng. Mình vẽ rồi thì mình cũng có thể cho mình một cơ hội để có thể nhận được những phần quà hấp dẫn từ chương trình nha. Cố lên. Rồi, cô Nguyên cảm ơn cô rất là nhiều. Rất là vui khi được nói chuyện với bạn Khuê. Các bạn cho bạn Khuê của chúng ta một tràng vỗ tay nha. Rồi, cô biết là có một số bạn bây giờ rất là nôn nóng để tham gia vào buổi học ngày hôm nay rồi. Các bạn có thể bình luận cho cô Nguyên biết tiết này chúng ta học gì không? Lúc nãy bạn Khuê cũng có bật mí xíu rồi đó. Wow, Minh Trí trả lời rất nhanh luôn. Toán, đúng rồi. Khó hơn một xíu nữa, bài học hôm nay là bài gì? À, có bạn trả lời là toán đại số đúng không? Rồi, có bạn trả lời là toán hình. Có sự mâu thuẫn với nhau ở đây rồi. Rồi, các bạn cho cô Nguyên biết là chúng ta có thể theo dõi cái lịch học ở đâu. Biết được cái bài học này, ngày hôm nay mình học là bài gì, thì chúng ta có thể theo dõi ở đâu nè. Trang web siêu trí nhớ học đường.com. Hay quá. Đúng rồi. Siêu trí nhớ học đường. Trên trang diễn đàn siêu trí nhớ học đường nè, trang tâm trí lực, trang của thầy Nguyễn Phùng Phong. Có bạn cho luôn cái đường link. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi bây giờ cô Nguyên không để các bạn chờ lâu nữa chúng ta ngồi thẳng lưng lên, chuẩn bị nước cho mình, tập và bút để sẵn sàng chinh phục những thử thách ngày hôm nay. Các bạn nào biết ngày hôm nay chúng ta học với thầy cô gì, gõ tên thầy cô vào để chúng ta có thể mời giáo viên thân yêu của chúng ta xuất hiện. Gõ đúng nha, gõ đúng nha. À, rồi các bạn ơi, vỗ tay thật to để chào đón thầy giáo của chúng ta ngày hôm nay, Văn Vinh Quang. Rồi, thầy xin cảm ơn cô Hoàng Nguyên rất nhiều. Và thầy xin chào mừng các bạn đến với chương trình 5 phút thuộc bài cùng Siêu Trí Nhớ Học Đường. Rồi, đầu tiên ha, chúng ta nên kiểm tra lại coi là mình có nghe rõ âm thanh từ chương trình hay không nha các con, để cho buổi học của mình được hiệu quả hơn nè. Nếu bạn nào mà đã nghe rõ âm thanh từ chương trình rồi thì con hãy nhắn số 1 cho thầy nha. Bạn nào đã nghe rõ âm thanh rồi, được chưa? Thì con hãy nhắn số 1 cho thầy. Rồi, thầy cảm ơn các bạn ha. Rồi, thầy xin tự giới thiệu, thầy tên là Võ Văn Vinh Quang ha, và thầy là giáo viên bộ môn toán, được chưa? Vậy là một tuần rồi chúng ta lại gặp lại nhau. Không biết các bạn còn nhớ là tuần rồi ha, thầy có dặn các bạn là về nhà mình vẽ lại cái sơ đồ tư duy của bài học cũ hay không nè. Bây giờ bạn nào đã vẽ sơ đồ tư duy của bài học cũ rồi thì con nhắn cho thầy là dạ rồi này nha, được chưa? Bạn nào đã vẽ lại sơ đồ tư duy của bài học cũ thầy đã dặn tuần rồi, được chưa? Thì con nhắn cho thầy là dạ rồi. Rồi thầy thấy là có nhiều bạn nhắn dạ rồi, có nhiều bạn nhắn là mới vào. À, chắc những bạn mới vào là được các bạn chia sẻ đường link đúng chưa? Cũng như là chia sẻ buổi học để các bạn biết đến cái chương trình này, và các bạn mới vào học tuần rồi đúng không? Rồi có những bạn là dạ chưa ha, rồi không sao, được ha. Rồi vậy là các bạn cố gắng nha, mình sẽ sắp xếp thời gian để mình hệ thống kiến thức lại bằng cách là vẽ sơ đồ tư duy để cho cái việc nhớ kiến thức của mình được lâu hơn và chính xác hơn. Các con nhớ điều này nha. Rồi không biết nha, là trong phòng Zoom của mình á, có bạn nào là đã tham gia chương trình này từ những cái tuần đầu tiên chưa nè? Nếu bạn nào là đã tham gia chương trình 5 phút thuộc bài cùng Siêu Trí Nhớ Học Đường từ những tuần đầu tiên cho đến bây giờ luôn thì các bạn nhắn cho thầy số 1 tiếp theo này nha. Rồi thầy thấy có rất nhiều số 1, điều đó là có rất nhiều bạn ha đã tham gia chương trình này từ những tuần đầu tiên. Vậy thì các bạn có thấy là chương trình này hữu ích hay không? Các bạn có thấy chương trình này hữu ích hiệu quả cho mình hay không? Rồi nhiều bạn trả lời là có. Rồi vậy thì nếu mà con thấy chương trình này hữu ích và hiệu quả cho mình thì con hãy chia sẻ chương trình này, được chưa? Để cho nhiều bạn được biết thêm, và sau đó các bạn sẽ cùng nhau vào học chung với mình và cùng củng cố kiến thức trong thời gian này nha các con. Rồi bây giờ các bạn hãy cùng chia sẻ chương trình này lên trang cá nhân của mình nè, để cho nhiều bạn được biết thêm à. Rồi và buổi học ngày hôm nay ha, các bạn chú ý là mình sẽ ghi chú lại, được chưa, những cái công thức quan trọng xuất hiện trong bài học. Và để cho buổi học hiệu quả hơn thì các bạn nhớ chuẩn bị cho thầy một số vật dụng sau đây ha. Tập vở để mình ghi, được chưa, rồi bút nè, rồi và chuẩn bị cho thầy một ly nước, được ha, để cho mình sẽ uống nước để phát huy hết cái khả năng tư duy của mình và có thể là giải nhanh các bài tập trong chương trình và giành được quà từ ban tổ chức. Rồi không biết là bạn nào có nhớ là tuần rồi thầy dặn các bạn là về xem trước bài học ngày hôm nay, được chưa? Vậy bạn nào có nhớ là tên bài học ngày hôm nay thầy dặn các bạn xem trước hay không nè? Bạn nào nhớ tên thì hãy gõ vào trong khung chat cho thầy, được chưa? Tên bài học ngày hôm nay chính xác để thầy xem là bạn nào nhớ được nha. Tên bài học ngày hôm nay mình cùng nhau tìm hiểu là bài gì nè, để xem bạn nào có thể nhớ ha. Rồi liên hệ giữa phép nhân, đúng chưa, phép chia và phép khai phương, đúng rồi, liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương. Rồi thầy thấy là nhiều bạn là đã có sự chuẩn bị sẵn sàng rồi đúng chưa? Rồi đúng rồi ha, đó chính là bài học ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu, đó chính là liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương. Rồi và thêm một điều nữa đi, nếu mà các bạn đã biết được bài học ngày hôm nay rồi, được chưa, thì bạn nào đã lên trang siêu trí nhớ học đường.com để mình xem cái video bài giảng trước của bài học này rồi, được chưa? Bạn nào đã xem trước video rồi thì con nhắn cho thầy số 1 nè. Còn bạn nào chưa xem thì con nhắn cho thầy số 2. Bạn nào đã xem trước video rồi thì con nhắn cho thầy số 1 nha. Chưa xem thì con nhắn số 2, không sao cả. Rồi thầy thấy có nhiều bạn là nhắn 1, được chưa? Rồi cũng có bạn nhắn 2, rồi có bạn nhắn 1,5. Có 1,5 chắc là con chỉ mới xem một video thôi đúng không? Tại vì con nhớ ha, là trên trang siêu trí nhớ học đường.com là có 2 phiên bản, được chưa? Là tiếng Anh và tiếng Việt, được ha? Vậy thì bây giờ ha, những bạn mà nhắn số 2 á con thì là cũng không sao. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau, được chưa, trải qua 2 phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt của bài giảng ngày hôm nay. Và trước hết để kiểm tra xem là khả năng nghe tiếng Anh cũng như là nắm được ý chính của mình khi mình xem video bài giảng bằng tiếng Anh có tăng lên hàng tuần hay không, thì thầy trò mình cùng nhau đến với bài giảng bằng tiếng Anh của bài học ngày hôm nay. Xin mời ban tổ chức ạ. Welcome to the Super Memory for Schools program. My name is Nguyễn Hữu Nam from Nguyễn Du Cane Junior High School, District 6, Ho Chi Minh City. I'm in charge of 9th grade math. Today, our lesson is the product property of square roots and the quotient property of square roots. About the product property of square roots, we need to grasp the theorem, principle, and overview. Similarly, about the quotient property of square roots, we also need to grasp the theorem, principle, and overview. Let's get started. We will study the first part, the theorem about the product property of square roots. With two non-negative numbers called a and b, we have square roots of a and b equal square roots of a multiply square roots of b. Let's study the example. Calculate the square roots of 9 multiply 25. We will simplify these two radicals and get the results. 3 times 5 is 15. We move on to the second part of the theorem about the quotient property of square roots. With a non-negative number called a and a positive number called b, we have square roots of a divided by b equal square roots of a times square roots of b. Let's study the example. Calculate the square roots of 16 divided by 25, which equals square roots of 16 divided by square roots of 25 equal 4 divided by 5. We will continue with the third part of the principle of the product and quotient property of a square root. First, we study the principle of the product property of a square root. We apply product property of a square root to non-negative numbers. We can simplify each radical, then multiply them together. Let's study the first example. Apply the principle of the product property of a square root. Solve the following problem including two questions. A. Square root of 49 times 1.44 times 25 and b. Square root of 810 times 40. Let's do question A. See that 49, 1.44 and 25 are 3 factors that we can apply the property right away. Therefore, we get the result square root of 49 times square root of 1.44 times square root of 25 equal 7 times 1.2 times 5 equal 42. However, in question B, we command 810 and 40 cannot be applied for the property right away. So I will instruct you how to simplify them. We separate 810 into 81 and 10 and 40 into 4 and 10 times. 10 is 100 here. And 81, 4, and 100 are factors we can apply for the property. We simplify the radicals. Square root of 81 times square root of 4 times square root of 100 equal 9 times 2 times 10, and the result is 180. That is the question to question B. We move on to the principle of the quotient property of a square root. To apply the property when number A is non-negative and number B is positive, we can respectively simplify each radical. Then have the first result divided by the second one. Let's study the example 2. Applying the principle of the quotient property of a square root you simplify. The problem also has two questions. A. Square root of 25 divided 121. Applying the principle, I will simplify the radical square root of 25 and the radical square root of 121, and the result we get is 5 divided by 11. We move on to the question B, the square root of 9 on 16. Divided by 25 on 36. We extract 9 on 16 and divided by square root of 25 on 36 by applying this principle. Here, the result we get is 3 on 4 divided by 5 on 6 and 9 on 10. That is the result of the question B. Let's study the part 4, the principle of the multiplication and division property of square roots. First, we study the principle of the multiplication property of square roots. The principle is stated as follows. To multiply the square roots of the negative numbers, we can multiply the numbers underneath the radical, then simplify that result. Let's study the example including two questions. A. Square root of 5 times square root of 20. B. Square root of 1.3 times square root of 52 times square root of 10. In question A, we have 5 multiplied by 20, then put the product underneath the radical and get the result square root of 100. When calculating the square root of 100, we get the result 10. This is the answer to question A. In question B, we multiply the inner radical terms, which are 1.3, 52, and 10. Here we comment these numbers can't be put underneath the radical right away. We have to analyze and transform as follows. With 1.3 times 10, we get 13, and 52 is separated into 13 and 4. So what do we get? 13 multiplied by 13 is 13 square, and 4 is transformed into 2 square. We will get the result, 13 times 2 is 26. Let's move on to the principle of the division property of square root. The principle is stated as follows. To divide the square root of a negative number, called A, by the square root of a positive number, called P. We can divide A by B, then put that quotient underneath the radical. To apply the principle, let's study the example. Calculate A square root of 999 on square root of 111. Apply the principle, we get the square root of 999 on 111. This leads to the square root of 9, and the answer is 3. Question B, square root of 52 on square root of 117. Also applying the principle, we get square root of 52 on 117 and 52 on 117 needs to be transformed. We separate 52 into 4 and 13 and 117 into 9 and 13. By simplifying we will get square root of 4 on 9 and the answer is 2 on 3. Rồi, thầy xin cảm ơn ban tổ chức rất là nhiều. Rồi các bạn coi này ha, sau khi mình đã xem xong clip bài giảng bằng tiếng Anh rồi đó, thì không biết là các bạn hiểu được bao nhiêu phần trăm của cái nội dung bài giảng này nè. Các bạn hãy nhắn vào trong khung chat cho thầy và các bạn cùng biết được luôn nha. Rồi thầy thấy có nhiều bạn hiểu rất là nhiều ha, 90%, 100%. Rồi những bạn này chắc chắn là đã có xem trước video bài giảng trên trang siêu trí nhớ học đường.com rồi nè. Rồi nhưng mà có những bạn thì là 20% đúng không? 50%. Rồi không sao ha. Rồi những bạn mà mình chưa có hiểu, chưa có nắm hết được nội dung của bài giảng bằng tiếng Anh đó, được chưa? Thì chúng ta về nhà cùng nhau mình sẽ rèn luyện thêm, được ha. Còn những bạn mà hiểu được cái nội dung bài giảng bằng tiếng Anh thầy thấy nhiều rồi đó. Tức là thầy thấy các bạn có vẻ như là hàng tuần á, cái tỷ lệ mà các bạn xem cái nội dung bài giảng bằng tiếng Anh các bạn hiểu được á, càng ngày càng tăng lên. Đó, tức là các bạn thấy được cái việc mà nghe tiếng Anh của mình có phải là nó không quá khó không? Nếu mà mình có một cái kỹ năng rèn luyện hàng tuần, hàng ngày, được chưa? Thì có thể là giúp ích cho mình trong cái việc sau này, đặc biệt là cái việc mà bạn có thể đi vô học sau này. Đó, thì cái việc học tiếng Anh nó sẽ hỗ trợ các bạn rất là nhiều. Rồi các bạn chú ý vấn đề này nha. Còn những bạn mà chưa nắm được nội dung bài thì không sao. Bây giờ ha, thầy trò mình cùng đến với clip bài giảng bằng tiếng Việt để mình có thể hiểu rõ hơn nội dung của bài giảng ngày hôm nay. Và các bạn chú ý là mình sẽ ghi chú lại những công thức quan trọng nha các bạn. Đó, trong bài này có 4 công thức quan trọng nên các bạn chú ý ghi lại để tí nữa mình có thể nhận quà từ ban tổ chức nha. Rồi xin mời ban tổ chức ạ. Chào các em, rất vui được đồng hành cùng các em trong chương trình Siêu Trí Nhớ Học Đường. Thầy tên là Nguyễn Hữu Nam, đến từ trường Trung học cơ sở Nguyễn Đức Cảnh, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Thầy phụ trách bộ môn toán lớp 9. Hôm nay bài học của chúng ta là liên hệ giữa phép nhân, phép khai phương và liên hệ giữa phép chia và phép khai phương. Về phần liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương thì chúng ta cần nắm định lý, quy tắc và tổng quát. Tương tự như vậy, liên hệ giữa phép chia và phép khai phương chúng ta cũng cần nắm định lý, quy tắc và tổng quát. Thầy và các em sẽ cùng vào bài. Chúng ta cùng tìm hiểu phần thứ nhất, định lý giữa phép nhân và phép khai phương. Với hai số A và B không âm, ta có căn A nhân B sẽ bằng căn A nhân căn B. Chúng ta cùng tìm hiểu qua ví dụ. Tính căn của 9 nhân 25. Chúng ta sẽ khai phương 9 và khai phương 25. Kết quả là 3 nhân 5 bằng 15. Chúng ta qua phần số 2, định lý giữa phép chia và phép khai phương. Với hai số A không âm và số B dương, ta có căn A phần B sẽ bằng căn A phần căn B. Chúng ta cùng tìm hiểu ví dụ. Tính căn của 16 phần 25 sẽ bằng căn 16 trên căn 25 bằng 4 phần 5. Chúng ta cùng vào phần số 3, quy tắc khai phương một tích và quy tắc khai phương một thương. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu quy tắc khai phương một tích. Muốn khai phương một tích của các số không âm, ta có thể khai phương từng thừa số rồi nhân kết quả với nhau. Chúng ta cùng tìm hiểu ví dụ thứ nhất. Áp dụng quy tắc khai phương một tích, hãy tính. Bài toán gồm hai câu. A. Căn của 49 x 1,44 x 25 và B. Căn 810 x 40. Chúng ta cùng tiến hành làm câu A. Nhận xét 49, 1,44 và 25 là 3 thừa số chúng ta có thể khai phương liền được. Nên chúng ta có kết quả căn 49 nhân căn 1,44 nhân căn 25 bằng 7 nhân 1,2 nhân 5 và kết quả là 42. Còn ở câu B, đầu tiên chúng ta nhận xét 810 và 40 không khai phương liền được nên thầy sẽ hướng dẫn các em tách. 810 chúng ta sẽ tách thành 81 x 10 và 40 thành 4 x 10 và 10 x 10, đó chúng ta có kết quả 100 ở đây. Và 81, 4 và 100 là 3 thừa số chúng ta có thể tiến hành khai phương được. Chúng ta tiến hành khai phương. Căn 81 nhân căn 4 nhân căn 100 bằng 9 nhân 2 nhân 10 và kết quả là 180. Đó là đáp án của câu B. Chúng ta qua quy tắc khai phương một thương. Muốn khai phương một thương trong đó số A không âm và số B dương. Chúng ta lưu ý về điều kiện. Ta có thể lần lượt khai phương số A và số B rồi lấy kết quả thứ nhất chia cho kết quả thứ hai. Chúng ta cùng tìm hiểu ví dụ số 2. Áp dụng quy tắc khai phương một thương, em hãy tính. Bài toán cũng hai câu. Câu A là căn 25 phần 121. Thầy áp dụng quy tắc sẽ tiến hành khai phương tử là 25 và khai phương mẫu là 121 và kết quả chúng ta được là 5 phần 11. Chúng ta qua câu B. Căn của 9 phần 16 chia cho 25 phần 36. Chúng ta tiến hành khai phương 9 phần 16 và chia cho căn của 25 phần 36. Áp dụng cái quy tắc này. Ở đây được cho kết quả chúng ta là 3 phần 4 chia 5 phần 6 là bằng 9 phần 10. Đó là kết quả của câu B. Chúng ta tìm hiểu qua phần 4 quy tắc nhân và chia các căn bậc 2. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về quy tắc nhân các căn bậc 2. Quy tắc được phát biểu như sau. Muốn nhân các căn bậc 2 của các số không âm, ta có thể nhân các số dưới dấu căn với nhau rồi khai phương kết quả đó. Chúng ta cùng tìm hiểu ví dụ. Ví dụ thứ nhất, tính gồm hai câu. A căn 5 nhân căn 20 và B căn 1,3 nhân căn 52 nhân căn 10. Ở câu A, chúng ta tiến hành lấy 5 nhân 20 rồi khai phương nó, được kết quả là căn 100. Khai phương 100 chúng ta được là kết quả là 10. Đáp án của câu A. Qua câu B, chúng ta tiến hành nhân các số dưới dấu căn đó là 1,3, 52 và 10. Ở đây chúng ta nhận xét các số này không khai phương được liền mà chúng ta phải tiến hành phân tích biến đổi. Thầy phân tích biến đổi như sau. 1,3 nhân 10 này chúng ta có được 13. Khi đó 52 tách ra là 13 nhân 4. Vậy thì chúng ta có điều gì? 13 nhân 13 chính là 13 bình phương. Và 4 thầy đưa về 2 bình. Chúng ta sẽ được kết quả là 13 nhân 2 là bằng 26. Chúng ta cùng qua quy tắc chia hai căn thức bậc 2. Quy tắc phát biểu như sau. Muốn chia căn bậc 2 của số A không âm cho căn bậc 2 của số B dương, ta có thể chia số A cho số B rồi khai phương kết quả đó. Để vận dụng quy tắc chúng ta cùng tìm hiểu ví dụ. Tính câu A căn 999 phần căn 111. Áp dụng quy tắc chúng ta được kết quả căn của 999 phần 111. Kết quả này là căn 9 và đáp số là 3. Qua câu B, căn 52 phần căn 117. Cũng áp dụng quy tắc chúng ta sẽ có được là căn của 52 phần 117. Và 52 phần 117 này chúng ta cần biến đổi. 52 chúng ta biến đổi được là 4 nhân 13 và 117 là 9 nhân 13. Rút gọn chúng ta sẽ được căn của 4 phần 9 và đáp án 2 phần 3. Qua phần số 5, các em cần lưu ý ở một số vấn đề sau đây, gồm có hai lưu ý. Lưu ý thứ nhất, một cách tổng quát với hai biểu thức A và B không âm ta có căn A nhân B bằng căn A nhân căn B. Và đặc biệt là ta sẽ có điều này. Với biểu thức A không âm, căn của A tất cả bình bằng căn A bình bằng A. Kiến thức này chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều trong các bài tập, các em lưu ý. Chú ý số 2. Một cách tổng quát với biểu thức A không âm và biểu thức B dương ta có căn A phần B bằng căn A phần căn B. Chúng ta cùng tìm hiểu một số ví dụ để áp dụng cái phần chú ý này. Chúng ta cùng tìm hiểu ví dụ 1. Rút gọn biểu thức với A và B không âm. Chúng ta lưu ý điều kiện A, B không âm. Ở câu A, đề bài cho căn 3 nhân A mũ 3 nhân cho căn 12A. Áp dụng chúng ta được căn của 3 nhân A mũ 3 nhân 12A. Kết quả thu gọn 3 nhân 12 là 36. A mũ 3 nhân A mũ 1 là A mũ 4. Hai thừa số này chúng ta sẽ tiến hành khai phương từng thừa số. Đó là khai phương 36 và khai phương của A mũ 4. A mũ 4 thầy tách ra là A bình tất cả bình. 36 khai phương sẽ được kết quả là 6 và A bình tất cả bình khai phương được là A bình. Và đây chính là kết quả của câu A. Chúng ta cùng qua câu B. Câu B đề bài cho căn của 2A nhân 32A nhân B bình. Chúng ta tiến hành thu gọn trong căn. 2 nhân 32 là được 64. A mũ 1 nhân A mũ 1 là A mũ 2 và B mũ 2 chúng ta ghi lại. Cả 3 thừa số này chúng ta đều khai phương được. Nên chúng ta sẽ tiến hành khai phương được là 8. Và giá trị tuyệt đối của A nhân B. Đây là kiến thức cũ mà chúng ta đã học ở các bài trước. Lưu ý điều kiện đề bài cho AB không âm. Giá trị tuyệt đối của AB chính là AB. Và 8 AB đó là kết quả của câu B. Chúng ta cùng qua ví dụ số 2. Rút gọn biểu thức với A không âm. Câu A. Căn của 4A bình phần 25. Tiến hành khai phương tử và khai phương mẫu. Chúng ta được kết quả là căn 4 nhân căn A bình và căn 25. Căn 4 khai phương được kết quả là 2. Và căn A bình được kết quả là giá trị tuyệt đối của A. Căn 25 bằng 5. Và ở đây do điều kiện là A không âm nên chúng ta có kết quả là 2 phần 5A. Chúng ta cùng qua câu B. Căn 27A phần căn 3A. Ở đây chúng ta sẽ tiến hành áp dụng quy tắc chia các căn bậc 2. Kết quả căn của 27A trên 3A. Rút gọn. A chúng ta rút gọn. 27 rút gọn cho 3 còn 9. Căn 9 bằng 3. Bài học đến đây là kết thúc. Để ôn lại bài tập này, chúng ta cần nắm vững một số kiến thức cơ bản. Rồi, thầy xin cảm ơn ban tổ chức rất nhiều. Rồi, sau khi các bạn đã tìm hiểu xong hai cái clip bài giảng bằng tiếng Anh và tiếng Việt rồi, được ha? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những cái bài tập để mình có thể là hiểu rõ hơn nội dung của bài học ngày hôm nay. Rồi, xin mời các bạn ha. Chúng ta cùng nhau chuẩn bị nhận quà từ ban tổ chức này nha. Rồi, bài học của chúng ta ngày hôm nay chính là liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương. Rồi, đầu tiên ha, trước khi làm bài tập ha, thầy muốn nhờ một bạn có thể nhắc lại cho thầy một số công thức quan trọng sau đây, được chưa? Rồi, các bạn chú ý nha. Đầu tiên là với A, B lớn bằng 0, được ha? Thì ta sẽ có căn A nhân căn B bằng gì? Rồi, căn của A nhân B sẽ bằng gì? Được chưa? Và tiếp theo, với A lớn bằng 0 và B dương thì ta sẽ có căn A chia căn B bằng gì? Và căn của A chia B sẽ bằng gì? Rồi với cái phần này thầy sẽ cho các bạn là 15 giây, được chưa? Rồi sau khi 15 giây thì các bạn nào mà có câu trả lời chính xác thì các bạn hãy giơ tay nha để ban tổ chức có thể mời con. 15 giây bắt đầu. Rồi còn 5 giây. Rồi, hết giờ. Vậy thì không biết bạn nào có thể là tự tin là mình nhớ công thức và có thể nhắc cho các bạn khác cùng nhớ lại nội dung của bài này được hay không nè? Đây, bạn nào tự tin thì giơ tay nha, để cho ban tổ chức có thể mời con. Rồi, thầy nhờ ban tổ chức ạ. Cô thấy một bạn rồi giơ lần hai cả cánh tay luôn. Cô mời bạn Lê Đình Đăng Khoa. Thầy chào con. Khoa ơi, con kiểm tra lại mic của mình nha. Hiện tại là bên ban tổ chức không nghe được giọng của con. Alo à, nghe được chưa ạ? Được rồi, rồi thầy nghe rồi. Dạ, rồi con có thể giới thiệu về mình được hay không nè? Dạ, con tên là Lê Đình Đăng Khoa, con đến từ Đồng Nai, con ở huyện Tân Phú, con học trường trung học cơ sở Quang Trung. Hiện tại đang học lớp 9 ạ. À rồi. Dạ, chào con ha. Chào bây giờ thầy. Con có thể là trả lời 4 cái công thức này được hay không nè? Đầu tiên, dạ, căn được. A nhân căn B bằng gì con? Dạ, căn A nhân căn B là sẽ bằng căn A nhân B ạ. Rồi, đúng rồi. Tiếp theo con ơi. Còn căn của A nhân B? Căn A nhân B sẽ bằng căn A nhân căn B ạ. Rồi, đúng rồi. Tiếp theo con ơi. Căn A chia căn B con? Là sẽ bằng căn A chia B ạ. Căn của A chia B. Rồi, đúng rồi. Và căn của A chia B thì sẽ bằng gì nè? Sẽ bằng căn A chia căn B ạ. Rồi, điều này chứng tỏ là con chuẩn bị bài ở nhà rất là tốt và chắc chắn con đã có xem trước video bài giảng. Đúng chưa nè? Rồi, dạ. Vậy thì bây giờ là một phần quà sẽ dành cho con. Xin mời ban tổ chức ạ. À. Tân Tân, Cầu Nguyện xuất hiện rồi đây. Cầu Nguyện xin chúc mừng bạn Đăng Khoa nha. Wow, với sự chuẩn bị bài rất là tốt của bạn, rất xứng đáng nhận được một phần quà từ thầy Vinh Quang. Đăng Khoa ơi, em hãy chọn cho mình một con số may mắn trong buổi sáng ngày hôm nay đi. Dạ, con chọn số 7. Số 7. Để xem bạn số 7 sẽ mang đến may mắn gì cho bạn Đăng Khoa của chúng ta. Đây, đây là con số 7. 1, 2, 3. Một combo quà vô cùng đáng yêu và dễ thương đến từ chương trình. Gồm túi canvas nè, khẩu trang và nón có logo của Siêu Trí Nhớ Học Đường. Cô Nguyên xin chúc mừng bạn Đăng Khoa nha. Rồi, Đăng Khoa có thể chia sẻ với cô số điện thoại của ba hoặc mẹ để chương trình gửi quà về cho em nhé. Dạ, số điện thoại của mẹ là 038 2364 095. Rồi, cô Nguyên cảm ơn cũng như là chúc mừng bạn Đăng Khoa một lần nữa nha. Các bạn ơi, chúng ta cũng sẽ nỗ lực để giành những phần quà hấp dẫn từ thầy Quang nha. Rồi, thầy xin chúc mừng bạn Đăng Khoa ha. Đó, các con nhớ nha, là mình cố gắng ha, xem trước bài giảng ở nhà để cho thì khả năng nhận quà của mình sẽ cao hơn nữa. Rồi, các bạn chú ý chuẩn bị bài tốt cho tuần sau nè. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ vào bài tập số 1 ha. Rồi, các bạn chú ý nha. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bài tập số 1. Tính ha, 3 câu sau đây. Câu A, căn 5 nhân căn 20, được chưa? Rồi, câu B là căn 32 chia cho căn 2, được ha? Và câu C là căn của 9 nhân cho 64. Rồi, với bài này thầy sẽ cho các bạn là 30 giây, được chưa? Sau 30 giây thì các bạn hãy nhắn kết quả của mình vào trong khung chat nha. Rồi còn những bạn ở ngoài phòng Zoom, các bạn nhớ cùng nhau nhắn kết quả của mình, được chưa, vào trong phần bình luận để cho ban tổ chức sẽ tìm được cái đáp án đúng và trao quà cho con. Các bạn ở ngoài phòng Zoom nhớ chú ý nha, nhắn càng nhanh càng tốt. Rồi 30 giây bắt đầu. Rồi, thầy thấy những bạn ngoài phòng Zoom đã có đáp án rồi ha. Chào bạn Hồng Quân, bạn Huệ Trân nè, bạn Tài Minh. Rồi, còn 4 giây. Rồi, hết giờ, được chưa? Bây giờ bạn nào ha có thể là tự tin với kết quả của mình và có thể đọc lời giải cho các bạn biết được á, thì con hãy giơ tay nè để ban tổ chức có thể mời con nè. Thầy nhờ ban tổ chức ạ. Cô mời bạn Lâm Hải Đăng. Dạ em chào thầy Vinh Quang ạ. Em tên là Lâm Hải Đăng. Con. Em học lớp 9. Ba từ để nói về em là hoạt bát, vui vẻ và có hơi lầy với bạn chút xíu ạ. Và em xin được đọc kết quả của em nha thầy nha. À, câu A con ra bao nhiêu? Dạ câu A con ra 10 ạ. Câu B nè con. Dạ con ra là 4. Và câu C con ra bao nhiêu nè? Dạ thưa thầy là 24. Rồi chính xác rồi. Nhưng bây giờ là thầy muốn là con đọc cái lời giải ra luôn cho các bạn cùng nắm ha. Đầu tiên căn 5 nhân căn 20 bằng gì nè con? Căn 5 nhân căn 20 bằng căn 5 nhân 20 sẽ ra là căn 100 và sẽ bằng 10. Quá chính xác luôn. Tiếp tục câu B con. 32, còn căn 32 phần căn 2 thì sẽ là bằng căn 32 phần 2 và sẽ là bằng căn 16 bằng căn 4 là bằng 4 mà. À bằng 4 đúng rồi. Con sửa nhanh ha. Dạ. Tiếp tục câu C là căn 9 nhân 64 sẽ là căn 9 nhân căn 64 là sẽ bằng 3 nhân 8 và kết quả sẽ là bằng 24 mà. Rồi quá chính xác luôn, được chưa? Rồi bằng cách là đưa ra cả ba kết quả cùng chính xác và bạn đọc lời giải rất là hoàn hảo luôn. Vậy thì chắc chắn là một phần quà giá trị sẽ dành cho con. Rồi xin mời ban tổ chức ạ. Hồ Bích, cô Nguyên đây, Đăng ơi. Nguyên lại mang một phần quà hấp dẫn đến cho các bạn đây. Cô Nguyên rất là nôn nóng để có thể trao quà cho các bạn. Nên các bạn nỗ lực lên nhé. Để thầy Vinh Quang có thể mời cô Nguyên nhiều xíu. Bạn hãy Đăng chọn cho cô Nguyên một con số mà em cho là may mắn của em trong ngày hôm nay. Dạ, cô là số 9 nè. Số 9. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhìn xem con số 9 sẽ mang lại món quà gì cho bạn. Đây, đây là con số 9. Rồi, cùng nhau nín thở chờ đón món quà dành cho Hải Đăng là một combo quà siêu đáng yêu từ chương trình, bao gồm nón nè, túi canh phát và khẩu trang của Siêu Trí Nhớ Học Đường cùng với dấu cộng. Anh giúp cô được không? Dạ bằng 100.000. Đúng rồi, một phần quà 100.000 dành tặng cho bạn Hải Đăng của chúng ta. Chúc mừng bạn Hải Đăng nha. Rồi, Hải Đăng đang chia sẻ niềm vui với ba và mẹ đúng không? Dạ không, em con. Em con, ok. Rồi, Hải Đăng chia sẻ cho cô số điện thoại nha. Dạ số điện thoại của ba con là 0918 636 588 ạ. Cô Nguyên, một lần nữa chúc mừng bạn Hải Đăng. Hãy nỗ lực nữa nha Hải Đăng nha. Cũng như chúng ta luôn. Đồng thời cô Nguyên cũng xin chúc mừng bạn có nick Facebook là Phạm Thế Tài Minh, cũng như là bạn có nick YouTube là TA Nobi. Hai bạn này cũng có đáp án chính xác luôn đó thầy Quang. Hai bạn cũng sẽ xứng đáng nhận được phần quà. Các bạn, chúng ta chủ động lên trang Tâm Trí Lực để lại thông tin nhận quà từ chương trình nha. Chúc các bạn cố lên. Rồi thầy xin chúc mừng bạn Hải Đăng một lần nữa ha. Và hai bạn đã nhận được những phần quà bên ngoài phòng Zoom, được chưa? Rồi các bạn chú ý nha, mình nhớ là giới thiệu bạn bè của mình nhiều hơn nữa, được ha? Tại vì là ban tổ chức sẽ có cũng nhiều phần quà dành cho những bạn ở ngoài phòng Zoom luôn, được chưa? Đó. Rồi tiếp theo mình sẽ đến với bài tập số 2. Rồi, các bạn đọc kỹ đề ha. Đây, bài tập số 2. Tính luôn nha các con. Rồi mình sẽ tính giá trị biểu thức sau đây. Căn của căn 5 trừ 1 nhân cho căn của căn 5 cộng 1. Được chưa? Rồi, với bài này, thầy cũng cho các bạn thời gian ha là 30 giây luôn. Ok chưa? Và nhớ nha, thầy dặn nha, các bạn ở ngoài phòng Zoom đó con. Nếu mà con có kết quả chính xác thì con hãy nhắn vào trong cái phần bình luận liền nha, để ban tổ chức có thể nhìn thấy kết quả chính xác và liên hệ với con liền luôn, được chưa? Để trao quà nè. Rồi còn những bạn trong phòng Zoom thì nhớ, được chưa? Sau 30 giây kết thúc con hãy nhắn kết quả vào trong phần group chat, được ha? Rồi 30 giây bắt đầu. Rồi còn 5 giây. Rồi hết giờ ha. Những bạn bên ngoài phòng Zoom nè, chúng ta cùng nhau nhắn đáp án vào trong phần bình luận nè. Còn các bạn bên trong phòng Zoom, các bạn cùng nhau nhắn đáp án vào trong group chat thử coi nè. Coi thầy xem là các bạn ra kết quả có đúng hay không. Được chưa? Rồi thầy thấy là rất là nhiều đáp án ha. Vậy thì không biết bây giờ là bạn nào có thể là tự tin với đáp án của mình. Đó, thì con hãy giơ tay nha, để cho ban tổ chức mời con để có thể là giao lưu với thầy và đọc kết quả cho các bạn cùng nghe. Bạn nào tự tin thì giơ tay nè. Xin mời ban tổ chức ạ. Cô mời bạn Mai Phương nha. Dạ em chào mọi người. Chào thầy. Rồi thầy chào con giới thiệu về mình thử coi nè. Con tên là Mai Phương và con đến từ Hà Tĩnh ạ. Rồi con đến từ Hà Tĩnh. Được chưa? Bây giờ bài này con ra kết quả bao nhiêu con? Con ra là bằng 3. Con ra bằng bao nhiêu con? Bằng 3. Bằng 3. À rồi bây giờ không biết nha, có bạn nào ra kết quả khác hay không? Đó, để chờ xem có bạn nào ra kết quả khác hay không. Không bằng 2 ạ. Con ra bao nhiêu con? Bằng 2 ạ. À con ra bằng 2. Căn 4 bằng 2. Con rồi. Vậy thì bây giờ con có thể là đọc cái lời giải cho các bạn cùng nắm được hay không nè. Để thử xem là con có đúng hay không nha. Con thưa thầy là căn mà bao gồm cả căn 5 trừ 1 nhân cho căn 5 cộng 1 luôn ạ. Rồi quá đúng luôn. Rồi bây giờ con... thì mình áp dụng hàng đẳng thức đáng nhớ là sẽ được căn 5 mũ 2 trừ cho 1 mũ 2 là bằng căn 4. Rồi quá tốt luôn. Chỗ này con sử dụng hàng đẳng thức đáng nhớ. Được chưa? A trừ B nhân A cộng B. Có phải ra là A bình trừ B bình không con? Vâng ạ. Rồi chỗ này ra được là căn của 5 trừ 1 chính là căn mấy con? Căn 4 ạ. À. Căn 4 là bằng 2. Bằng 2. Rồi quá chính xác luôn. Được chưa? Và hiển nhiên với cái việc là giải được bài toán này, con sẽ nhận được một phần quà từ ban tổ chức. Được ha? Rồi xin mời ban tổ chức ạ. Wow, cô Nguyên xin chúc mừng bạn Mai Phương. Phương ơi, thấy sự xuất hiện cô Nguyên thì em có vui không? Dạ vui ạ. À, tưởng không vui là cô đi xuống đó. Rồi, Phương chọn cho mình một con số may mắn trong buổi sáng ngày hôm nay đi em. Em chọn số 2 ạ. Số 2, cô Nguyên cũng nôn nóng mang tới phần quà cho bạn Mai Phương lắm rồi. Đây, con số 2 may mắn trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ mang lại bất ngờ gì cho bạn Mai Phương của chúng ta? 1, 2, 3. Wow, một combo quà siêu đáng yêu và dễ thương đến từ chương trình, bao gồm một khẩu trang nè, một nón và một túi canvas có logo của Siêu Trí Nhớ Học Đường. Cô xin chúc mừng bạn Mai Phương nha. Con có cảm ơn cô ạ. Rồi bây giờ Mai Phương có thể chia sẻ số điện thoại của ba hoặc mẹ để chương trình gửi qua đây cho em. Con là số điện thoại của mẹ con là 0961 270 056. Rồi, cô Nguyên xin cảm ơn bạn Mai Phương. Chúc bạn nỗ lực hơn nữa và chúng ta sẽ cùng tham gia giành giải thưởng từ thầy Vinh Quang nha. Đồng thời cô xin chúc mừng hai bạn. Bạn ở ngoài Facebook có nickname là Bé Moon và bạn ở YouTube có nick là Hiệp Nguyễn cũng có đáp án chính xác, vượt qua thử thách của thầy Vinh Quang và nhận quà về cho mình. Các bạn ơi, cố lên nha. Rồi thầy xin chúc mừng bạn Mai Phương ha, một cô bạn đến từ Hà Tĩnh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài tập số 3. Được chưa? Các bạn cố gắng ha, mình sẽ làm nhanh và tự tin nha. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài tập số 3. Được ha? Đây, các bạn xem kỹ nha. Tính giá trị của thức sau đây. Căn của 25A trừ 25 chia cho căn của A trừ 1. Được chưa? Với A lớn hơn 1. Rồi, với bài này, thầy cũng sẽ cho các bạn thời gian là 30 giây. Được ha? Rồi, 30 giây bắt đầu. các bạn cố gắng làm cẩn thận nha. Đó, tính toán cẩn thận nè. Thầy chờ đợi kết quả của những bạn ở bên ngoài phòng Zoom luôn nha. Thầy thấy có rất nhiều bạn nhắn rồi. Bạn Huệ Trân nè ha, bạn Nguyễn Hưng nè, bạn Phạm Thế Tài Minh. Rồi còn 5 giây. Rồi hết giờ được chưa? Rồi thầy thấy có rất nhiều các bạn nhắn đáp án vào trong phần khung chat của mình. Đó, bây giờ ha, thầy nhờ là ban tổ chức mời dùm thầy một bạn nào mà tự tin đó, được chưa? Đang giơ tay để có thể là trả lời cái câu hỏi này nè. Cô mời bạn Vũ Minh Anh. Rồi. Xin chào, em tên là Vũ Minh Anh. Từ đây nói về em là thông minh, sáng tạo, hoạt bát. Rồi, thầy chào con, một bạn thông minh, sáng tạo và hoạt bát. Qua cách giới thiệu là thầy thấy được điều đó rồi nè. Rồi, bây giờ con có thể nói cho thầy biết đáp án bài này con ra bao nhiêu không con? Em thưa thầy là bài này em ra đáp án là 5. 5 rồi, bây giờ con sẽ đọc lời giải cho các bạn biết này nha. Đầu tiên ta đặt nhân tử chung. Em thưa thầy, đầu tiên là ta đặt nhân tử chung ở trên là căn bậc là bằng 25 nhân mở ngoặc a-1 trên căn bậc a-1. Rồi. Xong rồi là ta chuyển về dạng là căn bậc căn bậc 25 nhân a-1 dưới a-1 là ta rút gọn cho a-1 ra a-1 cho nhau. Rồi đúng rồi. Căn bậc 2 của 25 là còn căn bậc 2 của 25 là bằng 5. Rút gọn rồi. Đúng rồi. Được chưa? Rồi kết quả của bạn là 5 ha. Và cái cách làm của bạn á, là lúc đầu bạn sẽ rút nhân tử chung ra trước là 25 đúng chưa? Còn không thì con sẽ ra được là căn của 25a trừ 25 chia cho a trừ 1. Sau đó con rút nhân tử chung cũng được, được chưa? Đó, con làm bước nào trước cũng không sao. Được ha. Rồi, và với việc là giải được bài này và con có thể là trình bày lời giải mà mạch lạc cho các bạn cùng nghe thì con xứng đáng giành được một phần quà từ ban tổ chức ạ. Xin mời ban tổ chức. À, với đáp án chính xác nụ cười luôn nở trên môi của Minh Anh thì Minh Anh đã mang cô Nguyên tới đây cùng với học quà của cô Nguyên. Rồi bây giờ bạn Minh Anh cho cô Nguyên biết là con muốn chọn số mấy nha. Con chọn số 4. Con chọn con số 4. Có chia sẻ xíu ơi, lý do nào con chọn con số 4? Số 4 là sinh nhật con. Số 4 là sinh nhật con. Wow. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhìn xem bạn số 4 sẽ mang lại phần quà gì cho bạn Minh Anh của chúng ta. Hít một hơi thật sâu đi Minh Anh. Đừng hồi hộp quá nha, chuẩn bị sẵn sàng. Tắc tăng. Đây, một phần quà vô cùng đáng yêu và dễ thương từ chương trình gồm nón nè và khẩu trang có logo của Siêu Trí Nhớ Học Đường. Cùng với 500.000 đồng. Cô Nguyên sẽ... Rồi. Thấy chọn đẹp chưa? Rồi, Minh Anh có thể chia sẻ cho cô Nguyên biết số điện thoại để ban tổ chức có thể gửi qua đến Minh Anh nè. Để em ơi chú dần lên. Là 08167 40539. Rồi, cô Nguyên đã ghi được số điện thoại của Minh Anh. Rồi, Minh Anh suy nghĩ cách mình sẽ dùng phần thưởng này như thế nào nha. Một lần nữa cô Nguyên chúc mừng bạn. Và cô Nguyên cũng xin chúc mừng hai bạn có nickname Facebook là bạn Nguyễn Hưng, cũng như là bạn có nick YouTube là Mai Nguyễn Thị Hồng. Hai bạn cũng đã vượt qua thử thách của thầy Vinh Quang và xứng đáng nhận quà về cho mình. Chúc mừng tất cả các bạn. Rồi thầy xin chúc mừng bạn Minh Anh ha, chàng trai tháng 4 của chúng ta, được chưa? Rồi bạn nhận được một phần quà rất là giá trị từ chương trình. Rồi bây giờ ha, để tổng kết lại bài học ngày hôm nay, thầy xin mời các bạn đến với sơ đồ tư duy của bài học ngày hôm nay. Được ha? Rồi bài học ngày hôm nay chúng ta là học bài liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương, được chưa? Có hai công thức quan trọng mà các bạn cần nhớ này nha. Đầu tiên là liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương, được chưa con? Con sẽ có là căn của A nhân B sẽ bằng căn A nhân căn B. Rồi với điều kiện là A và B lớn bằng 0, được ha. Và nhớ ngược lại nha con, là căn A nhân căn B cũng sẽ bằng căn của A nhân B luôn, được chưa? Và tiếp theo, liên hệ giữa phép chia và phép khai phương, được ha. Là con sẽ có căn của A chia B sẽ bằng là căn A chia căn B, được chưa? Với điều kiện là A lớn bằng 0 và B dư, được ha. Và ngược lại con cũng sẽ có là căn A chia căn B sẽ bằng căn của A chia B. Rồi, vậy là bài học ngày hôm nay của chúng ta đã kết thúc rồi, được chưa? Trước khi chào tạm biệt các bạn ha, thầy muốn nhắc các bạn một số điều sau đây. Các bạn nhớ là mình hãy xem lại bài giảng của ngày hôm nay, được chưa? Trên trang siêu trí nhớ học đường.com. Đó, có 2 phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt luôn nha. Và trên trang siêu trí nhớ học đường.com, thầy Nguyễn Phùng Phong cũng giới thiệu cho các bạn một số kỹ thuật cũng như là phương pháp, được chưa? Để mình có thể là ghi nhớ bài học được dễ dàng hơn, đó, và chính xác hơn. Các bạn nhớ tìm hiểu để áp dụng vào trong các môn học mà các bạn đang học. Rồi, và các bạn nhớ một điều gì đây? Hãy vẽ lại sơ đồ tư duy của bài học ngày hôm nay, được chưa? Và nếu con tự tin với bài vẽ của mình thì con hãy tham gia chương trình là 5 phút thuộc bài trên trang siêu trí nhớ học đường.com. Rồi, và chúng ta có hẹn vào tuần sau, được ha? Đúng khung giờ này với bài là biến đổi biểu thức chứa căn bậc 2, được chưa? Rồi, thầy xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Yeah. Các bạn ơi, chúng ta cho thầy một tràng vỗ tay thật to nào. Cảm ơn thầy vì thầy đã mang lại một bài giảng rất là thú vị, cũng như là đã mang lại những phần quà tiếng cười cho chúng ta ngày hôm nay. Rồi, các bạn có thể chia sẻ với cô Nguyên cảm xúc lúc này của các bạn. Các bạn muốn nói điều gì? À, chúng ta sẽ bình luận nha. Bình luận xuống khung bình luận. Rồi, wow. Ngày hôm nay các bạn học có vui không? Có hiểu bài không? Sau buổi học này các bạn định chúng ta sẽ làm gì? À, gõ xuống nha. Rồi, ngoài ra cô Nguyên cũng chia sẻ với các bạn một tin vui mà cô Nguyên vừa nhận được từ chương trình. Đó là các bạn có hồi hộp không? Đây, cô Nguyên vừa nhận được một tin vui từ chương trình với mong muốn giúp cho tất cả các bạn học sinh trên khắp đất nước Việt Nam của chúng ta biết cũng như là vận dụng những cái phương pháp học tập có thể nhẹ nhàng nè, dễ dàng hơn, đồng thời cũng hỗ trợ cho các bạn học sinh đang trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid trong mùa tụ trường năm 2021. Vì vậy, công ty cổ phần đào tạo Tâm Trí Lực đã thực hiện chương trình tài trợ, trợ giá, tài khoản khóa học siêu trí nhớ học đường đến với tất cả các bạn học sinh trên khắp đất nước Việt Nam của chúng ta với tên gọi siêu trí nhớ học đường cùng em đến trường. Thông tin như sau. Thời gian triển khai sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 8 năm 2021. Đó chính là ngày hôm nay đó các bạn. Cho đến ngày 20 tháng 9 năm 2021. Nội dung hỗ trợ là mỗi tài khoản siêu trí nhớ học đường theo lớp sẽ được trợ giá chỉ còn 100.000 đồng trên một tài khoản một lớp. So với giá niêm yết là 600.000 đồng trên một tài khoản một lớp. Và có giá trị sử dụng là 12 tháng. Thông tin này có mang lại niềm vui cho các bạn không? Yeah, cô cảm ơn bạn Minh Thư. Bạn Minh Thư cho cô Nguyên một cái like nè. Rồi, bây giờ cô Nguyên nụ cười rất là tươi nữa. Đúng rồi, cô nhìn thấy dưới khung bình luận có nhiều bạn cảm thấy là buồn quá, con chưa nhận được quà. Không sao hết. Chúng ta hãy giữ cho mình một năng lượng tích cực. Đồng thời, các bạn có một bí quyết mà cô Nguyên đã được các thầy cô chia sẻ với cô Nguyên, đó là khi chúng ta giữ cho mình năng lượng tích cực, nói những lời tích cực, viết những câu tích cực thì những điều tốt đẹp chắc chắn sẽ đến với chúng ta. Còn quà của cô Nguyên thì còn ở đây nè, nên là tiết học sau các bạn vẫn có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn từ chương trình. Yên tâm nha, không có gì để mà buồn hết. Ngoài ra các bạn ơi, chúng ta nhớ nha, chúng ta sẽ lan tỏa những cái thông tin về buổi học nè cho tất cả các bạn cùng biết, cũng như là tin vui mà cô Nguyên mới chia sẻ với các bạn đó ha, để tất cả chúng ta đều có cơ hội ôn bài, học tập nè, rồi chuẩn bị kiến thức mới ở trên trang siêu trí nhớ học đường.com, được không nào? Chia sẻ niềm vui, năng lượng tích cực của mình đến với tất cả các bạn, vì cô biết là cũng có nhiều bạn chưa biết về chương trình của chúng ta lắm. Cố lên nha các bạn. Rồi, chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một buổi trưa an lành. Một giấc ngủ trưa ngắn thật là ngon. Cô chào Bảo Khánh, luôn luôn giữ cho mình một nụ cười rất là tươi luôn. Cô chào Thùy Linh, cô chào Minh Thư. Hẹn gặp lại tất cả các bạn lớp 9 đáng yêu của cô Nguyên trong tiết học sau nha. À đúng rồi các bạn, chúng ta thông cảm một xíu nha. Vì là mùa dịch nên là phần quà của các bạn có thể sẽ đến chậm một xíu, nhưng chắc chắn sẽ đến, yên tâm nha. Chào tất cả các bạn.